Không, già rồi, già rồi, các bạn thông cảm. À, được chưa? Thầy game chưa chưa? Ok anh ơi. Ok. Ui, có hai quả nhân vật chưa xuất hiện trong sinh dã man ạ. Theo Lu ơi, anh đã quay trở lại rồi đây. Tới rồi. Ui. Xong chapter 3 rồi nha. Đến đoạn nào rồi nhỉ? Ủa sao không sắp? À, qua đoạn này rồi. Tức là hôm qua thằng này vẩy mực lên ấy, xong con kia bị bố đón. Bố nó đón rồi. Con này bị bố đón, thế là con này quay mặt đi luôn. Thực ra bây giờ tự nhiên sau cái cảnh này anh lại thấy có cảm tình với cả con bé này. Kiểu mặc dù nó hơi điên một tí nhưng mà nó thích thằng này thật lòng ấy. Đúng ạ. Sau đấy là thằng này hết tiền đúng không? À đúng. Cái gì? Cũng không. Bị giết rồi. Xong rồi là bà này trả hộ tiền tiền rent của cái. Bà này giả hộ tiền thuê nhà nhưng mà ông này không tiền... cần, ông này giả lại. Vâng, tiền thuê cái store tranh. Ờ. Được tiền nhưng mà ông này kiểu vỡ nợ rồi. Xong rồi đang đi tìm việc làm thêm đúng không nhỉ? Đang chơi đến đoạn mà vâng. Thuê được cái căn nhà mà không có nhà vệ sinh anh ơi. À, đúng. Rồi, next chapter nào. Đây, anh để em phân tích cho. Ê, từ từ đã, mẹ vào. Ui. Luôn, vào việc luôn. Hàng sang ấy. Chứ gì đã phân tích rồi. Vội. Cái công dư nâng chế sâu sẽ bà. Mày ok với lương thưởng đúng không? Không vấn đề. Cho tao một giây. Theo Lu nhắn. Ô. Chứ Lu nhắn nhiều đấy. Nhắn nhiều quá, nhanh quá. Sử dụng chế sâu. Nhưng sớm sâu nâng sang cả. À, mà sang chứ chứ. À, em có thể bắt đầu công việc ngay bây giờ. Tôi không để chị lấy con trai của tôi đi đâu. Đừng làm phiền tôi nữa. À. Con chúng ta không thể không có bố được. Chúng ta ở cùng với nhau quá nhiều năm rồi. Và anh lúc nào cũng nice với em, sao em đối xử với anh như này. Đứa trẻ khác ai có bố cả. Không có bố ở bên cạnh đứa trẻ thì làm sao mà nó có một cuộc sống hạnh phúc được. Câu chuyện lỏng ngay lỏng. Úi dồi. Xin đi. Ngồi đi. Tập 2 đây à? Chồng cũ của Lin. Đây là Lin. Tôi cảnh báo anh, tôi có bạn trai rồi. Anh cần để tôi yên đi. Bạn trai á? Em không thể mang một chàng trai random đến đây và bảo đây là bạn trai được. Không chấp nhận. Đó, bởi vì kể cho anh ta về chúng ta nên là anh ấy lo. Chúng ta chưa chia tay. Tại sao anh lại tìm mối quan hệ khác rồi? Gì cơ? Em đói, em muốn ăn pizza. Đi nhanh lên. Đấy, bây giờ mình chọn. Mình chọn được cả chồng cơ. Chồng. Ui, bé tóc xoăn anh ơi, xin. Chọn chồng luôn anh ơi, cho nó khác bò. Không, từ. Một quả tim đã. Tim, lấy tim đã. Tại vì chưa biết đôi này đâu ra. Tôi có vấn đề riêng của tôi. Tôi không ở trong cái hoàn cảnh mà phải giải quyết chuyện của hai người. Đấy. Ôi giời, gọi cho tôi khi mà hết vấn đề rồi. Em đang nhai đợi em. Tôi còn đang đi làm. Anh gọi em bao giờ em làm xong. Con này như cứu á. Ui dồi, để tiền lại luôn ạ. Ui dồi. Ui dồi. Ngọt ngọt thế nhở. 1, 2, 3, 4, 5. Ây da. Mày đang đi làm. Ai bảo mày có thể kiểu tầm đồ người ta đẩy quên lại được. Cái đấy người ta tiếp tao mà. Ai chứng minh được đấy. Cảnh báo mày, tập trung làm việc đi. Nghe chưa? Thì mày hàng chó. Đấy. Bên trái là bắt nó chứng minh là kiểu cái này là của nó. Còn bên phải là nãy nắm tay anh. Nhưng mà mình nãy từ chối rồi anh ạ. Mày biết tại sao tao từ chối không? Con này nó có con rồi, mình đi dây vào làm gì? Okay, nhưng mà 1.000 tệ lận anh ơi, 1.000 tệ lận. Có con mà sinh là được làm rồi. Gì cho nó đâu. Bên phải là không làm gì. Bên phải là không làm gì. Không, ta phải đòi lại tiền của tao chứ. Mình. Đòi lại. Ta cũ gửi đi. Nó anh tưởng cho. Đợi đây đã. Ui dạ ui. Đưa tiền đây. Bắt bao ký. Tao đưa số tiền đấy cho chàng trai kia chứ không phải cho mày. Ngọt mới lùi. Quản lý Wang. Ôi. Số tiền rất quan trọng đối với anh đúng không? Em biết bạn là top 2. Lỗi cho tôi. Ơi xinh quá.
Anh có phiền, anh có phiền kiểu lần sau diễn cho tôi hết. Nếu mà chồng tôi kiểu làm phiền tôi một lần nữa không? Tôi sẽ trả anh số tiền thích đáng. Đang bảo là dịch vụ của tôi là tôi có thể kiểu làm ra tiền, nhưng mà cơ thể của tôi thì không. Bà đang bảo là mỗi lương mỗi tiếng thì kiếm trả được bao nhiêu ấy. Nếu mà anh có nghi ngờ gì thì mình có thể, chúng ta có thể ký một cái hợp đồng. Trong đây có một cái điều khoản, một số điều khoản. Giữ tay, cầm tay tôi là ok. Mình đang bảo là làm việc quá giờ là phải mất thêm tiền. Đấy. Nói chung là con này muốn mình kiểu ách như là người yêu của nó. Đấy, có các điều khoản là phải cầm tay xong rồi ôm ủng các kiểu thế này thế kia. Thằng này chưa muốn, không muốn nhận lắm. Điểm chỉ mẹ thôi. Công ty chúng ta có luật. Có ai phàn nàn về tôi à? Tại sao mày không biết những điều gì tôi vừa làm? Điều này thật là vớ vẩn. Sao hôm nay nhảy nhanh thế nhỉ? Tôi biết chắc chắn những điều này là do người chồng cũ của tôi làm. Hôm nay tôi dạy anh ta một bài học. Những gì anh ta làm là không thể không thể bỏ qua được. Ăn vào mà uốn. Trả luôn. Nhưng mà ký hợp đồng rồi nha. Quay con bé cái quýnh mình cũng chết rồi nè. Thôi chạy thôi. Chơi người chồng chưa? Là chồng đây này. Cầm tay luôn. Tao cơ à, giang bảo mấy sợ bà. Vai anh ổn không? Nói ít thôi, xin lỗi tôi đi. Xin lỗi, vì đã làm hỏng trải nghiệm ăn tối của mọi người. Và giúp đơn complain. Tại sao anh lại xin lỗi? Tức là mình xin lỗi mà đáng nghe con kia muốn là thằng chồng cũ xin lỗi. Bạn trai của tôi được nuôi nấng rất là tử tế. Mới có vài ngày chờ chúng ta ly hôn thôi mà em đã tìm cái một thằng như thế này à? Tiêu chuẩn đàn ông của em bị làm sao đấy? Bỏ tay ra khỏi cô ấy. Ai à? Thằng ở đây kiểu protective bảo vệ phết nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ đấm nhau một trận. Thì nếu mà anh thắng thì tôi sẽ rút đơn kiểu phàn nàn, complain. Đưa tôi một đôi găng. Hôm nay một trong hai chúng ta thì sẽ phải gọi như là... Best down. Uầy, biết đâu thằng này lại đấm lại kinh vậy đấy nhở? Đấm lên này. Ừ. Đấm lên tìm bên này. Một trong hai chúng ta ngã. Chết đòn. Cần dạy cho nó một bài học. Dạy nó một bài học. Nhưng mà con kia đang không muốn mình đấm nha anh. Keep in mind. Hôm nay mình phải flex anh ơi. Mình phải nghĩ là mình làm người thi đấu rất tốt. Không nhờ biết đâu thằng nhân vật này mẹ nó cũng biết đấm thật thì sao nhỉ? Tự tin vậy đấy đúng không? Đúng, mà con này thứ ba anh ơi. Con lại không muốn mình đánh. Thế là Thì con kia chắc là nó sợ kiểu thằng này bị đấm. Không, cái câu I'm good at fighting là câu kiểu như là ta đánh tốt làm đấy, kiểu dọa thằng này ấy. Còn cái câu ở giữa là nó hơi mang tính kiểu bố mình sẽ dạy mày một bài học ấy. Không. Em nghĩ là cả ba câu này đều có nghĩa là mình đánh hay sao ấy. Ừ. Chẳng qua là mức độ của mình nó sẽ như nào đúng không? Vâng. I'm a good at fighting đi. Đúng. Đưa tôi đôi găng, tôi đã từng học huấn luyện khá gì gì ấy. Úi giời, tôi được chơi mini game không? Tôi được mini game không? Đéo. Úi giời, ở đấy, tấn công là tự vệ kìa. Hay quá nhở. Úi giời, mẹ nó mất máu luôn ạ. Úi giời, úi giời, úi giời. Úi ngã mẹ ngựa. Uầy. Mà đánh đéo trúng phát nào luôn ạ. Tự vệ tấn công. Từ từ. Tí nữa mình sẽ thay đổi lại được cái này. Ừ. Trông thằng này đánh kiểu tèo vãi cứt vậy. Úi giời. Đúng rồi. Thế vậy là đánh tốt chưa? Được cũng sĩ. Ôi, ngất luôn mà.
ấy được tim luôn kìa, được tim kìa. Ô ừ ô cô gì à, ô cô gì à, có ổn không? Hai anh tỉnh rồi. Ok ờ ờ đang có tim rồi. Cái bà tìm cái gì ở cùng nhà mình đang đi xa rồi. Chuyện với Tùng Béo anh ơi. Bây giờ nói chuyện với cả ông này là mình bị mất 3 tim. Nhưng mà nói chuyện với cả một trong những chị ở đây thì mình chỉ mất 2 tim của hai chị cộng lại thôi, còn thằng này đấy liên quan. Đây 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 đây, anh để em phân tích. Tổ tư vấn lúc này vào việc này. Bây giờ nhá. Ba bạn kia đều đang tìm người yêu, còn trong đấy thằng Béo này giống Tùng Béo cũng đang F3 độc thân. Bây giờ mình chọn thằng bên kia là mình sẽ giới thiệu người yêu cho nó, là mình sẽ được tim của cả ba bạn nữ và được tim của cả thằng Béo nữa. Là mình được 4 tim. Hả? Hả? Anh nhường ba chị cho cổ, cho cái ông đó là sao? Mình kết mình có lấy ba chị này đâu. Quan trọng là bây giờ mình vừa mới đi đánh nhau về mà mình đang dính líu với em Yujin nè. Yu Queen. Ừ. Em Yujin này nè, mới đánh nhau vì em xong. Giờ mình đang nói chuyện với em. Đúng, có mới phải nơi cũ luôn anh, có mới nơi cũ, đúng luôn. Thử. Anh tưởng là anh đấm thắng được nó á. Mà tôi không chịu được cái cảnh anh bắt nạt cô. Hay là em mời anh một bữa nha, em muốn cảm ơn anh một cách tử tế. Ồ, đéo mất tim bên kia luôn, hợp lý. Ngon. Tôi cùng tội ra khỏi bệnh viện kia. Tại sao anh không bảo em? Tôi tìm anh vào đây. Tôi có một câu hỏi cho anh. Thì nói đi. Thế nếu mà vì em thì anh có đánh nhau không? Nếu mà điều đấy đủ để làm để bảo vệ em khi mà em bị bắt nạt. Ok, em đã đưa anh về. Lăng phết được chưa? Phết liền. Quay trở lại rồi. Quay đứng trước cái này em không biết này gọi là gì để qua đi để cho nó điều xấu đi á. Đỡ xui xẻo. Tôi vừa ra khỏi bệnh viện chứ khoảng một cái tù. Em chỉ muốn anh kiểu cầu may thôi mà. Em muốn tất cả những điều xui xẻo quanh anh sẽ biến đi mất và anh sẽ có được cuộc sống mơ ước của mình. Anh lên tắm đi. Anh phải kiểu lên sắp xếp lại đồ một chút. Biết nhà này ở nhà ai thì đấy, nhà con này đấy, đang ở nhà con này mày. Mà đúng đi. Ui, bố cũ nhắn nhỉ. Sen Husin, ấy người yêu cũ đây. Xem cái. Anh cứ dạo này ổn không? Bố Gujia, bố em chưa bao giờ đặt chân vào bệnh viện. Ông ấy nói dối. Tức là ông ấy lần trước là bảo là ông ấy tức quá ông lâm bệnh ấy. Đấy là để dụ con này về. Đấy. Cái ở trên là tôi nghe tin bố ổn là tốt rồi, còn ở dưới là kiểu rủ nó qua. Thế em có đến chỗ anh không? Thôi đèn đông lắm rồi anh ơi. Ủa nhưng tự nhiên tao lại có cảm tình với con này này. Ừ. Con này. Nhưng mà bây giờ em phân tích cho anh nhá, ở câu trên đó là thật là tốt khi nghe tin ổng ok, tức là ổng không phải vô bệnh viện á, thì sẽ cho con này nó sẽ cho ổng thêm một tim nữa. Ờ nhưng mà tưởng con này hơi đau đầu. Đúng, ok thôi. Em nghĩ là con này yêu ông này hơn cả bố hay sao ấy. Đấy. Ông ta chỉ kiểu muốn dụ em ở nhà và không cho em gặp anh thôi. Anh nhớ, em nhớ anh một cách điên cuồng. Cứ đợi đi, em tìm cách để gặp anh. Nhớ điên cuồng quá. Mình bảo thôi đừng đùa nữa. Bất xà lơ nha con. Em không đùa, em nói thiệt. Rồi, chuẩn bị đi tìm rồi. Đây, bà Lin này. Hồi đầu bà bảo là bà ấy, anh ấn vào đi anh, là bà muốn mình đến gặp. Đúng nhở? Chỗ này có hơi bị cái xe mì. À đâu, Lin là người mới chứ? Đúng. Lin là bà có con đấy, có con vừa bị chồng rấm rồi đấy. Đúng rồi. Ui à, anh bị thương, anh bị đau là bởi vì em. Sau nên là em nên trả viện phí cho anh.
hôm nay anh có rảnh không? Có muốn qua chỗ em để kiểu ăn cái gì không? Ồ, có địa chỉ luôn kìa. Ôi. Mẹ đơn thân, single mum. Cái đầu tiên là cái này không ở trong hợp đồng. Xong cái thứ hai là mình qua. Đỡ là nói trước là anh ăn nhiều lắm đấy. Tìm đấy, tìm đấy, tìm đấy. Câu thứ hai là tìm đấy. Ở dưới là tìm đét luôn anh ơi. Qua nhà nó luôn. Anh ăn nhiều lắm đấy, anh ăn cả em luôn. Ui giời ơi, con gửi ảnh luôn. Gửi ảnh luôn mà. Gì đây? Gửi cho không được gặp con trai em nhỉ, chắc được gặp đấy. Những điều gì anh làm cho em là hơn cả những gì trong hợp đồng rồi, nên là đây là một chút thưởng dành cho anh. Ngoài ra thì em biết trông cậy vào ai nếu mà anh kiểu bỏ em đi đây, anh ghost em đây. What? Cái này anh có một vài điều em có một vài điều muốn nói với anh trước khi mà anh đến là em có một đứa con trẻ, đứa con trai đang học tiểu học. Cái thứ hai chắc là được tim này. Cái thứ nhất là anh sẽ đối xử với nó như kiểu một người em trai. Còn cái thứ hai là tuyệt vời, tôi tiêu trẻ con. Tuyệt. Tuyệt luôn. Tuyệt. Ha ha. Mày luôn. Vãi cả cướp. I love this. Từ. Có vẻ tử tế anh ơi. Trưởng thành, trưởng thành. Giang nhỉ? Không, ở dưới rồi. Ok đấy, ok đấy anh đội. Ôi, em va vào cái gì đấy khi mà em đi ra ngoài ngày hôm nay, thâm hết cả tay rồi. Ồ, thâm thật. Cái đầu tiên là sao em vụng về thế? Cái thứ hai là, ui trông kinh thế, sao em lại vụng về đến như vậy? Cái thứ hai là mang ý nhẹ nhàng hơn chứ đúng không? Thực ra cái nhất, cái thứ đầu tiên là dễ hơn, tại cái thứ hai là bảo trông sâu nasty thì nó hơi nhấn mạnh. Cái thứ hai, okay. Cái thứ nhất đều bảo là trước giờ em vẫn vụ về như nhau. À, nó bảo xong bà kia bảo là người lớn rồi thì vẫn cần được sự quan tâm, anh không nghĩ thế à? Wow. Xong rồi tự nhiên mình đòi thêm ảnh. Ý chắc là mình xem vết thâm thôi. Ui giời, anh muốn ảnh dễ thương hay ảnh khiêu gợi? Ảnh khiêu gợi chứ, trời ơi. cái cuối cùng, thế là cái cuối cùng. Cái đầu tiên là em có cái dễ, em làm gì có cái dễ thương nào, em liệu em có cái nào không. Cái thứ hai là cứ cho anh xem vẻ đẹp của em là được. Cái thứ ba là thêu gợi á, làm anh bất ngờ đi. Thôi làm thì mất tim đấy, làm mất tim đấy. Cái sự xinh đẹp đi. Đâu, con này bạo mà anh. Con này thích đúng thế người, anh đúng à? Nghề luôn chứ. Phụ nữ bây giờ người ta xông xáo lắm. Sẽ bảo. Tao xua 20 phút luôn. Không. Thế thì hợp lý nhất là cứ cho anh xem những cái gì đẹp nhất của em đi. Ừ, thì xem nó gửi cái gì thì nó hợp lý hơn. Cái cùng này nghe nó hơi sỗ sàng. Cái vẻ đẹp của em. Ừ. Đấy, thấy chưa? Nghề đấy. Anh không ngốc lắm. Uầy. Anh không ngốc lắm. Uầy, đẹp hết đấy chứ. Đây là cái kiểu duy nhất mà em có. Anh nhìn thấy không? Uji ơi, em sẽ đi xa một vài ngày. Em muốn nói chuyện với anh trước khi em đi. Gặp em ở con phố mà em đón anh lần trước. Chết có mẹ rồi. Thế thì phải mẹ mới đi một trong hai đường à? Đúng rồi anh, bây giờ một buổi tối đấy. Một là chị Lin hay là em. Con bé này nó hay nhậu nhưng mà nó cũng tốt đấy chứ. Tốt mà. Anh mình đi cả hai anh. Xong rồi lại mẹ đi từ nhà con hay. Xong con lại giữ ở nhà nữa này. Anh chuẩn chưa tắm mà, anh đi đâu đấy? Đấy. Đấy. Bên phải là mình ở, là mình gặp bà này. Còn cái thứ bên trái là đi đến cái chỗ bà mới, bà đâu? Có con. Bên trái là đi đâu? Gặp bà có con. À, bên phải là đi gặp trái. Con bé hay nhậu. À đúng đúng, em nhầm tên. Có con đi, để đòi tiền. Đó, mình có lý do mình ra đường không? Đúng, bà có 1000 yên đấy. Đúng. Mà bà là người mới anh ơi, có mới nơi cũ luôn. Ui nhưng mà con bé Giang này sắp đi xa rồi. Nhưng mà thôi đi kiếm tiền trước đã, đã cửa tiền. Ui giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi ăn tối. À 1000 tệ chứ nhỉ? 1000 tệ đó. Em cứ nhầm. Ui. Chào bà. Đi anh. Lối đây đã làm tiền. Ây cha. Ủa đẹp thế nhờ. Nghe kiếm nhật các em ơi. Ủa Hào Ủa Uji đi con.
Hôm nay chú Y đã bảo với mẹ. À hôm nọ chú Y bảo với mẹ ra chào chú đi. Ni hao. Ngại. Anh có thể ngồi đây một chút. Pha lê luôn. Bù hấp nước. Ô, nghiên cứu phòng mình, à? Mình lại nghiên cứu à? Toàn đồ chơi trẻ con. Thảm yoga. Thảm tập yoga. Thảm sao? Cô giáo tập gym. Ông bảo sao cô ấy lại người đẹp thế? Đây, bóng tập này. Nảy vãi cứt. Nấp. Hết nước rồi. Con album thang. À, album ảnh. Ăn album một con nào. Con. Đều là hào hào đẹp trai. Mấy cuốn sách này để dạy con. Cao chí tài vụ quản lý. Sách quản lý cái đéo gì. Uầy, quản lý tài chính anh ơi. Ngày xưa em có học. Học môn này luôn. Ui, mẹ làm cái gà cho ăn. Mẹ đang đói thế. Nghĩ cái đéo gì đấy? Cái đéo nghĩ gì cả? Đéo nghĩ gì là đéo nghĩ gì cả là nhào. Là đéo nghĩ gì cả? Xiao xiao lại càng khó khăn. Ý hoa, em à, cười trông xinh nhé, em cười nhiều lên tí đi. Mẹ ra chơi game mẹ. Chơi trốn tìm đi. Ok chơi. Ừ chơi. Ừ đang ăn cơm đi chơi nhỉ. Ừ đéo hiểu. Ừ đi thôi. Ừ lại đi chơi trốn tìm. Nó định trốn ra ngoài ban công. À, thằng oát con kia nó đi trốn. Và hai đứa này bắt đầu đi tìm. Sao vậy? Đang chơi trốn tìm với cả bọn trẻ con. À, với cả con của bà này. Ừ. Trốn chung. Rồi xong rồi. Tìm lâu hơn đi con. Tức anh nói là em nên cười nhiều hơn. Bởi vì mặt em kiểu poker face đúng đúng không? Làm phụ huynh cứng rắn một tí. Em phải chơi cả role cảnh sát hư và cảnh sát tốt. Good cop, bad cop. Phải đọc nhiều vai ấy. Úi trời, úi trời, úi trời. Chết ngọt ngọt chính là lùi. Yoga là tốt cho sức khỏe chứ nhở? Chết đơn luôn. Ơi lỗi. Đừng im. Nếu Hao Hao 一直 找不 到 我 们, không tìm thấy mình thì mình đứng ở đây cả ngày à? Anh đồng ý chơi game này với cả nhỏ mà. Tôi muốn rút lại à? Anh chỉ cảm thấy kiểu không thoải mái khi mà đứng ở đây. Bây giờ mình đổi tư thế có được không? Anh muốn xuống dưới kia. Anh thích thế à? Thôi, thế như này đi. Thôi để anh đứng ở, để anh ở trên. Thầy ạ, để con mở cửa. Ủa, có người đến. Chết mẹ rồi, chồng người đến. Không, 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 thầy giáo đến. Thầy giáo đến. Trốn ở trong này đi. Ok. Ờ, sao lại trốn trong này? Thầy giáo mà. Phải thích thầy giáo rồi. Cô giáo à? Ui, chết đồn. Hào Hào ở trường như nào hả cô? Nhân vật mới.
Con của chị con của chị bắt nạt những thành viên ở trong lớp, một trừ điểm ý thức rồi. Hảo Hảo làm điều đấy mấy lần rồi. Và Hảo đang ở trong một gia đình chỉ có một người, một phụ huynh thôi. Thì tôi sẽ phải điều chỉnh hành vi của cậu ấy. Tại sao cô ấy dám nói thế? Cô là cô giáo đúng không ạ? Tôi là bố của Hảo. Tôi có thể hỏi tại sao Hảo được ghép với cả các bạn cùng lớp ở trong đấy không? Trong lớp có thằng bé gọi thằng này là cái đồ không có bố, không có ba, nên là thằng này nó ấy lại phản lại. Tôi xin lỗi. Đáng nhẽ là tôi nên kiểu tìm hiểu trước. Tôi sẽ nói với cả mấy đứa trẻ con khác về vụ ẩu đả. Nếu mà không có gì thì tôi sẽ không gì nhỉ? Có việc gì tôi về đây. Nếu mà con có câu hỏi và cần câu trả lời cứ hỏi chú. Có lòng tin nhà này thế nhỉ? Tốt đấy chứ. Tự nhiên tốt thế nhỉ? Cảm ơn anh vì đã cho Hảo thấy một người đàn ông thực thụ cần những gì. Chỉ em mong là em gặp anh sớm hơn. Em có thể gọi anh mỗi lúc mà em cần. Bây giờ vừa mới đây anh muốn nói là em là bố của Hảo Hảo. Bây giờ anh giải thích cho nó như này đây, như thế nào đây? Sincerely thường thường là nó là câu nói ở đầu, tức là nói một cách kiểu na, tức là thật, nói thật, nói thật ra. Còn talk over each other là thực ra cái này ý của nó là nó chắc chắn đi. Khác nghĩa à? Chắc thế. À, tức là kiểu để em nó không focus vô cái vấn đề tức, nó nhiều. Đúng, nó tức là kiểu giờ nói về một cái vấn đề hoặc về một cái tình huống nào đấy, nó coi như là kiểu tức là nói dạy con đó đi. Ừ, kiểu dạy con đó thôi chứ không phải là vấn đề là sao? Nó không phải nói chống lảng đâu, tức là đem vừa search nó và talk it over someone simply means continuing to talk. Tức là kiểu đây, ấy cái thứ hai là nói leo ấy, cái thứ hai là nói leo, tức là ngắt lời bạn này à? Thế thì chọn cái một thôi. Không, nó đang hỏi là bây giờ thằng này nhận là bố thì bây giờ nói chuyện với cả đứa con như nào mà. Thì bên trái chắc là nói thật với nó là đéo phải, còn bên phải là chắc là nói dối nó, chắc là thế. Chọn ở giữa anh ơi, giữa đéo bấm được. Bấm lại cứt đéo bấm được. Em nghĩ là chắc là mình chọn bên phải thôi nhỉ. Hình như cái bên phải nó hợp lý hơn. Hình như cái bên phải là hỏi ý kiến của bà này, còn cái bên trái là nói thật luôn. Nếu hỏi. À, vô nên chứ hoa cảm hoa. Na wo ju gen ta jie shi xia. Ô trời ơi, tôi đéo được rồi. Đấy, tự nhiên. Su su chỉ là khai wan sao da. À, từ từ anh lại luôn. Lại luôn. Ô sao hôm nay nhảy nhanh thế nhở? Kịp đọc luôn. Chưa nghe rõ cái câu nó hỏi đấy. Anh sẵn sàng dành thêm nhiều thời gian cho nó em ạ. Thế anh không thấy việc có vấn đề à? Không, Hảo Hảo quả một đứa trẻ đáng yêu. Cảm ơn anh. Anh làm em cảm thấy là một người mẹ đơn thân thật là tuyệt vời. Không, nó không làm em cảm thấy thấp kém. Em không cần phải cảm ơn anh làm gì. Ôi, vết thương của anh lại đau rồi. Anh cần phải đi về đây. Ông này bị thương là do đấm xuống trước mà. Nó lại về nhỉ? Dầu, vết thương lại bôi dầu gió đỏ của Trung Quốc vào nhỉ? Ảo tất đấy. Chắc phải bôi ở bẹn đúng không? À, bôi tay à? Ôi giời. Nó chả thấy đau gì nhỉ? Đau mà lại đeo dầu gió à? Anh không sợ đánh nhau mà sợ bị đau à? Ảo tất đấy. Ôi giời. Ô, dọn đồ luôn rồi. Ui, làm em sợ em chết. Sao anh lại ngồi đây giữa đêm mà không có đèn? Chết rồi. Ôi, đêm cuối đi. Anh ở đây để nói lời tạm biệt. Có phải là bởi vì người con gái hôm nọ anh gặp anh ở trong bệnh viện không? Anh xin lỗi. Ở đầu óc anh rất là hỗn tạp lúc này. Anh có kế hoạch nào cho tương lai không? Cô Yi à? Cô Yi à?
Khi bất cứ khi nào mà anh cần hỗ trợ thì em vẫn ở đây. Anh sẽ luôn luôn có một cái vị trí ở trong trái tim của em. Anh xin lỗi. Anh làm em thất vọng. Anh không làm em thất vọng. Anh chỉ làm bản thân anh thất vọng thôi. Nhìn vào mắt anh đi. Em không còn thấy cái gu yi mà em từng biết nữa. Nói cho em nghe, bây giờ ngoài tiền ra thì còn cái điều gì khác ở trong thế giới của anh có ý nghĩa không? Em có một vị trí trong đấy không? Em mà để anh vẽ em một lần cuối được không? Băm, băm luôn. Một, không, từ từ, bên trái là vẽ cô ấy, còn cái bên phải là vẽ cả hai đứa. Là có cả mình trong đấy. Thế phải vẽ hai đứa chứ. Đúng rồi, vẽ hai đứa vẽ chứ. Hai người. Vẽ hai người chứ. Đúng, đúng, đúng. Trời ơi, đẹp luôn. Cộng tim luôn. Tim ngay. Chồng chị sếp hơi buồn. Cho anh xin một sếp boy. Ơi nhưng mà có trọng là thằng này chuyển nhà đi đâu ấy chứ. Không biết anh ạ. Thằng kia nó bảo có nhà thuê gì mà. Anh sẽ đánh bánh vì em. Ông này đang bị kiểu không biết phải theo ai đây này. Quá nhiều người đấy. Phụ nữ. Nhiều gái quá cũng khổ. Ôi, tài khoản của bạn chỉ còn 134 tệ. 3 ngày nữa là 7500 tệ sẽ tự động bị trừ. Nó bảo ở tầng hầm nào mà. Anh làm nhiều mấy con ếch giấy này thế. Nếu mà anh có ông có thời gian này sao ông không đi chơi với cả tôi? Tôi không có mút. Thế ngày xưa hồi tiểu học thì các thầy giáo bảo gì? Khi mà à, tức là bảo mỗi khi làm bài kiểm tra thì anh nên đi chơi đi. Càng thoải mái làm bài kiểm tra càng tốt. Kiểu đấy. Càng thoải mái thì làm càng tốt. Wow. Ý là bảo nên chơi đi. Khi mà stress thì đừng có làm cái này. À, có phải là do ngân hàng anh đang kiểu giục anh trả nợ đúng không? Thế anh ngồi đây có xử lý được mấy cái vấn đề đấy không? Thế bây giờ anh nghĩ là tôi nên làm gì? Đầu tiên anh cần vui hơn, vui lên đi. Mở trái tim ra, mở lòng ra. Đừng có kiểu tiêu cực quá. Anh cần phải thay đổi lại tất cả mọi thứ. Tức là về một con người cũ kiểu sắc sảo, xong rồi cằm nhọn, xong rồi đẹp dai, điển trai, bảnh bao như ngày xưa ấy. Đấy, cần tiếp, anh cần có cuộc đời của anh kiểu tích cực hơn. Mút tốt hơn, kết bạn nhiều hơn, nhiều bạn, nhiều cơ hội hơn. Có thể là một trong những người bạn của anh sẽ có khả năng giúp đỡ anh. Cô ấy tên là gì nhỉ? Đấy. Chúng ta có thể sống một ngày hạnh phúc hoặc không hạnh phúc. Mà bằng một cách nào đấy thì một ngày nó cũng sẽ trôi qua. Nhìn tôi đây này. Đấy, anh cần phải vui hơn. Tả. Đấy là nụ cười mà tôi muốn thấy. Nhưng mà anh đúng rồi. Bây giờ tôi cần phải sắp xếp lại cuộc đời của tôi và tập trung vào làm việc hơn. Đầu tiên thì tôi sẽ trả nợ trước. Tốt. Tôi có việc cần làm. Tôi cần phải đi luôn. Cố lên nhá. Tôi nói cho anh, tôi nhắn tin cho anh sau. Ủ nợ rồi. Ai đấy? À, anh vứt giấy này ra đường đúng không? Không, đây là chắc là bà môi trường rồi. Tôi bị phạt nữa luôn chứ. Chị này là nhân vật thứ 6 thì thôi. Tôi không tin là sao tôi lại tư xẻo như thế được. Ôi trời ơi, tôi trông không? Ơ kìa. Ơ kìa. Đụng xe rồi. Đèn. Ui giời ơi. Ui xong rồi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Anh có ổn không? Anh có bị đau không? Ui. Tôi nên gọi cấp cứu. Không cần đâu. Tôi bị trước tôi đã bị đau rồi. Lỗi. Tôi bị mất tập trung khi lái xe. Tôi có thể đưa anh về được không ạ? Tôi có một chút việc mà tôi cần làm. Xong bạn này nhìn thấy vali. Hay là tôi sẽ đưa anh về công ty của tôi và anh có thể ở đấy. Khi nào mà tôi confirm là anh ok rồi tôi cho anh đi. Ok. Để tôi giúp anh. Ông này toàn được kiểu người giàu phụ nữ siêu đâm vào các kiểu nhờ. Số hưởng đéo chịu được. Thề luôn á. Rồi đúng 6 rồi này.
và Lee Jae Kim lại yêu thế. Chị cuối tên là gì đấy? Chóng chén à? Chóng rong rong gen. Chóng chán. Chóng chén. Ui giời ơi. Ủa cậu tí to thế. Bảo ba, đi thôi. Con rồng hảo. Con rồng hảo. Cô rồng. Tôi có thể giúp cô. Ui mẹ, mình cũng xếp xong ấy. Ừ, xếp tổng ấy. Đây là khu vực văn phòng của nhân viên. Ơ, có cái chai chưa vẽ này. Nhìn hiện luôn. Ừ, lại khoáng luôn. Ôi giời. Cháu Lũ. Ơ. Ơ kìa. Ơ. Lũ lại làm việc ở đây. Ơ, quằn thế nhờ. Chị mặc là quay đầu đi. Hỏng rồi. Cái này là quay mặt đi và chạy này, cái này là cúi mặt xuống à? Đúng rồi, cái bên trái là quay mặt đi chạy, còn cái thứ hai là cúi đầu xuống và che mặt mình lại. Tao phải cúi ánh mình đàn ông đàn áng. Không thì đàn ông đàn áng thì cái không, kia mình, là chạy đó được. Mình chạy còn hèn hơn. Ờ đúng, thế. Mình cúi mặt xuống, cúi mặt xuống. Ui. Thấy anh đi cúi anh mặt. Đâu đấy? Không sao đâu, em... Ui. Ngồi đây, ui. Không, vẫn bị nhìn thấy mà, em nghĩ là quả này thế nào cũng tim cũng vỡ rồi. Mà không được cúi mặt mình bỏ đi mình sẽ va vào chị sếp đấy, nên mình lại có tình yêu của chị sếp, được tim của chị sếp. Mấy gầm à? Có chị lại vậy. Lại thử mà. Bây giờ mình cứ chơi đúng hướng luôn đi để đỡ mất thời gian, đúng không? Game này đã dài rồi. Đúng. Ô, play anh. Tôi lại chạy. Va lại. Tôi đi đây. Vẫn thế. Đấy, em biết ngay mà, nó vẫn vỡ tim thôi. Ơ sao mất vỡ cả tim của bà Lin nhỉ? Nó đéo có bà Lin gì đấy? Nãy cũng vỡ anh ạ, tại vì nhìn thấy rồi ấy. Sao mà trốn được? Bà Lin là bà bên trái đây. À, thế à? Sao bà Lin lại ở đây luôn nhỉ? Công ty. Cả Lin cả Lu, vắt cả bìu được. Cả Lin cả Lu luôn mà. Em thật chứ. Không, bà này thì mình không bị mất tim. Mất tim hai người kia đâu. Anh làm gì đó? Không có gì ạ? Tôi kiểm tra bản thân, tôi không bị đau. Nếu mà không có điều gì khác thì tôi sẽ đi đây. Tôi có thể biết tên anh được không? Cô Yi. Anh có công việc gì không? Không ạ. Anh có lái được xe được không? Có ạ. Thế thì anh sẽ làm tài xế của tôi. Tài xế á? Tôi sẽ ký cho anh một bản hợp đồng chính thức ngày mai. Đấy. Dùng trả lương trên hưởng số của công ty. Đấy. Phụ thuộc vào KPI của anh thì tôi sẽ... Nếu mà tôi cần một chuyến xe tôi gọi anh. Khi nào mà tôi không cần tổ lái xe, tài xế thì anh có thể ở bất cứ đâu. Thế công ty này có chỗ cho nhân viên không ạ? Anh nên gặp chỗ tuyển nhân sự trước. HR department. Ôi giời ơi. Ngồi đi. Wow. Em nghĩ là ra thế thằng này rất kinh anh ạ. Mẹ cuộc đời. Anh với cả sếp của em có gần nhau không? Sếp á? Cái người phụ nữ mà giúp anh trúng trước ấy, Tông Gen, là một trong những cổ đông của công ty. Anh nghe bảo vệ bảo là cô Dông. Thế anh không nghĩ là cô ấy có chức vụ cao như thế. Thế hai người không thân à? Không. Thật sướng. Catching up là kiểu hỏi thăm ấy, còn bên phải là công việc. Việc là việc. Công việc thôi, công việc là công việc thôi. Công việc là hỏi thăm chứ, hỏi thăm lấy tim chứ em ở kia. Lâu rồi. Ngày mà em đi, trước khi mà anh có thể kiểu tạm biệt em. Em không muốn làm như thế đâu. Em sợ là em sẽ không được đi nếu mà em nói với anh ở ngoài đời. Không phải. Điều gì cũng có lý do của nó. Thằng này hỏi lý do ấy. Anh có cảm thấy em là kiểu một cái nỗi burden của anh, tức là kiểu em kéo anh tụt lùi không? Đừng có nghĩ nhiều quá. Chắc chắn là em giúp đỡ anh nhiều hơn là anh giúp đỡ em. Đừng nghĩ như thế lần nữa nhá. Nếu không thì làm sao mà em kiểu cái saving contest như lần xưa. Ơ cơ, trêu, đánh nặng đúng rồi. Tại sao em lại ngượng? Ông anh mới ngượng ấy, em có ngượng đâu. Anh này dạo này bạo nhỉ. Không vấn đề gì, đưa cho boss Chen. Lại ông Chen, cái ông chú ấy. Em còn làm qua hết các thủ tục rồi ạ. Dạ, xong rồi ạ. Cô không cần quan tâm gì, cô không cần phải lo gì đến tôi được. Tôi không lo gì với anh cả.
Cô cần chiếc xe mấy ngày nữa luôn ạ. Tôi sẽ theo dõi nó, tôi sẽ sửa nó. Đấy. Tại sao trên mặt anh có cái vết đỏ đỏ kia? Đi mẹ, phải nói dối rồi, không thì mất tim đấy. Wow, bên trái. Từ từ, bên trái là không hài lòng với cả cái nội dung của công việc. Còn cái thứ hai bên phải là tôi bị phết lên mặt. Tức là nói sự thật đấy, đúng không? Cái bên trái là coi như đánh trống lảng, là mình nói đến một cái vấn đề khác, là tự nhiên mình không hài lòng với cái công việc mà mình phải làm ấy. Phải nói thật. Nói sự thật thì con bé Lu lại bị trừ tim, lại bị mắng. Mày à, mà game cứ... Ừ đi anh. Cái nói sự thật rồi này, mình sợ chó thì... Một người ở trong chỗ tuyển nhân sự là trêu tôi mà. Bọn tôi gặp nhau từ rất là lâu rồi. Bọn tôi trêu đùa nhau thôi. Không có vấn đề gì đâu. Lỗi của tôi. Lần sau anh phải cẩn thận hơn. Và nhớ là phải ăn mặc kiểu công sở. Không, một cái outfit công sở để đi làm. Anh. Cái xe này của anh... Anh có muốn sửa nó nhanh không hay là sửa nó chậm? Ý anh là gì? Nếu mà kiểu anh muốn những phụ tùng nguyên original về thì chắc là kiểu mất thời gian đấy. Còn nếu mà sửa với cả phụ tùng nội địa kiểu local thì sửa nhanh thôi, không phải nhập phụ tùng. Với cả là nếu mà sửa domestic thì anh được giảm 20% nữa. Cái bên trái là nó dịch ra nghĩa là đây là như kiểu làm cái hidden rule, là một cái nó đó anh hiểu rồi, cái bí mật ở trong cái bí mật ở trong cái nghề này. Cái 10% đấy là thằng này nó sẽ back lại cho thằng này 10%. Đúng kiểu là bôi trơn, là hai thằng kiểu ăn dơ với nhau ở hoa hồng. Thì làm tí anh bên phải đang nghèo đang nợ mà. Là nếu như mà đéo sửa thì tao đi sửa chỗ khác, đúng không? Đúng. Đi mà đéo được, tao phải có lương tâm của tao chứ. Ui, đã nghèo rồi anh ơi, tài khoản ngân hàng nó báo thế kia rồi. Thế biết thì chết. Không được, không được. Thế sao biết được anh? Sẽ biết đấy. Nếu mà anh sửa được thì sửa, không sửa thôi. Tôi không mà đến tìm anh nữa. Ok. Tôi sẽ sắp xếp xe anh sửa ngay được chưa? Đợi tôi tí. Nếu mà chọn cái kia, ông này có lên tim không nhỉ? Không, anh nghĩ là sếp test đấy, hay là sếp biết đấy. Về xe của chị thì chắc là người ta không sửa được luôn. Đây không phải lần đầu tiên mà mấy sự việc như này diễn ra. Cô có phải là cô gặp tai nạn xe suốt ngày không ạ? Tại sao anh lại từ chối cái khoản bôi trơn đấy? Tức là kiểu ăn chặn của công ty như thế là không được. Tôi không làm thế. Đấy chưa? Tao biết ngay rồi. Lương tâm không cho phép. Cô này thử đấy. Thuê nhà cho tài xế của tôi ở gần công ty. Mua nhà cho tôi á? Đúng là sếp. Thực ra là tôi ở một mình nên là thực ra cũng không cần thuê cả một căn nhà đâu ạ. Thì tôi có một cái kiểu kho mà tôi đang ở. Đấy không phải ý của tôi mà. Thì là cô đang làm cái điều này thì không sợ là những nhân viên phép người ta kiểu nói à? Thực ra là cô này bảo là luật công ty chúng tôi không cho kiểu một nhân viên kiểu không có chỗ để ở. Đấy, cái này chỉ có tôi và anh biết thôi. Nếu mà không có gì thì tôi sẽ đi dọn phòng của mình. Từ đã. Này cho tôi á. Cảm ơn sếp. Đi mẹ sếp này lạnh lùng băng giá mẹ. Như bài hát của bà Kiều ấy nhở. Sếp này như kiểu tuyển bồ nhí sao ấy. Anh làm gì ở trong kho đấy? Anh đang tìm cái này. Tại sao anh lại chặn đường của em? Cái gì? Anh đang giấu cái gì ở trong kia? Đây là... Đây là kiểu cái... temporary accommodation, là kiểu giúp đỡ tạm thời. Anh sống ở đây á? Tại sao em lại muốn gặp anh? Em có cái này đưa cho anh. Chúc mừng công việc mới của anh. Bên trái là kiểu anh muốn làm một cái kiểu makeshift bed, là một cái giường ấy. Còn cái thứ hai là anh sẽ đi dọn ấy. Tức là bên trái thì kiểu sẽ bonding với cả con này hơn. Tức là kiểu mình sẽ có việc làm chung ấy, anh nghĩ thế. Vừa chia sẻ thơm mà vừa có một cái hành động chung cùng nhau ấy. Còn bên phải là anh đi dọn một mình đây. Bên trái thì có team đấy anh ơi. Kiếm team chứ. Kiếm team.
Em có thể cho anh biết ở một cái ghế ở đâu, cái giường nằm đất mà. Cái ghế ở kia kìa, em nghĩ là không ai để ý nếu mà một cái mất đâu. Tự bí mật nhá. Ui giời ơi. Là không ai biết giữ chứ. Một cái việc nhỏ như thế mà sao anh cũng mất cảnh giác, anh vụng về đấy nhở? Ồ kìa, mất tim rồi, tí phải chơi lại đấy. Đéo được. Chết đấy. Mà đấy lại mất tim bà này. Em nghĩ thế. Cảm ơn em đã nhắc anh. Anh ngại là anh bây giờ không nói chuyện được. Anh phải dọn cái phòng này. Đấy, không mất, không mất. Và nhớ giữ bí mật nhá. Không mất à? Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Lấy cái cọ. Rồi. Thằng này, anh chạm vào cái modem wifi đúng không? Mất mạng mẹ rồi. Đi ra ngoài, tôi cần check cái modem. Tại sao mạng mất rồi? Tôi không biết. Tôi bảo anh ấy đi ra để tôi kiểm tra router. Nhưng mà anh ấy không cho tôi đi. Anh có nhận được thông tin nào về kiểu chỗ mình mất mạng không? Làm gì có ạ? Có thì người ta đã gửi đi rồi. Tôi không muốn công việc bị trì hoãn tí nào, anh đi kiểm tra đi. Ủa, chị này khó tính thế. May quá, vừa đủ chỗ để cất cái đống này mà mình bị bắt rồi. Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi. Úi da, bộ vest luôn mà. Ôi, tôi không thể tin được là tôi sẽ mặc lại một bộ vest này trong một ngày nào đấy. À đây ạ. Em này, vào đây. Chết rồi. Phải căn lên thật đấy chứ. Sao em biết là anh ở đây? Ủa, em đã kiểu để ý anh từ ngày kia rồi. Sau khi mà anh được tuyển thì em muốn đưa anh quà. Muốn đưa cho anh món quà. Và em theo dõi anh từ mấy ngày trước rồi. Lên tìm, lên tìm. Mới cà vạt. Cà vạt. Cà vạt như em cần giữ bí mật giữa anh và em ở đây nhé. Nếu mà ai tìm thấy anh ở đây là chết đấy. Có phải đây là điều duy nhất mà anh muốn nói với em không? Thực ra là anh muốn hỏi. Là... hỏi cái gì cơ? Cái dây cà vạt này có phải của chồng cũ của em không? Nếu mà anh không thích thì đưa lại cho em. Đưa em. Ô, thế là của chồng cũ thật à? Hình như thế anh ạ. Mà không muốn thì đưa lại. Trả lại mất tim đấy anh ơi. Phải bú, phải bú. Bên trái là anh thích tất cả những cái gì mà em đưa cho anh. Đúng quá. Còn bên phải là tại sao anh lại muốn gửi lại một món quà mà em đã tặng anh rồi. Đúng rồi. Anh thích tất cả từ em. Đúng. Anh kiếm tim ngay. Không hay đòi. Muốn chứ. Anh không bao giờ từ chối những gì mà em tặng anh cả. Đấy. Ôi, anh làm gì đây? Chúng ta đang trên ở công ty. Nếu mà anh muốn nói chuyện chúng ta để làm việc xong. Em biết là mình ở công ty nhưng không thể tin được em đến đây. Em có định kể với ai là anh ở đây không? Ôi, anh làm nhăn cái vest, cái dây cà vạt này rồi. Để em giúp anh đeo, bổ nó lên, thắt lên. Tại sao anh có cái bộ sút với cả cái đôi giày này vậy? Ai có ai đấy gửi cho anh nhờ một món quà. Món quà à? Nghe nói ấy giày ấy mất mẹ tim của tôi rồi. Nô lệ trái tim. Tại sao ai đấy có thể hỏi được là... em chưa giặt đồ mấy ngày rồi. Anh sợ là cái của anh kiểu làm bẩn em ấy. Đây, bộ vest đây anh đưa cho em ấy. Nó vẫn như thế anh ạ. Vẫn thế. Đấy, bạn quà tặng của người ta ở đấy. Thì anh đi tự đi mà giặt cái này. Hai người này cãi nhau to thế. Ôi, vẫn mất tim. Chẳng phải là sếp Sen là thích cái bà này bấy lâu nay rồi sao? Ui, nó theo đuổi bà Gen này bấy lâu nay rồi sao? Sao ông chú này giống ông chú đấy chả? Đúng rồi, em nghĩ là ông đúng chú vẫn là boss Sen mà. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà đi mà, đợi tao xuống lấy nhà lấy đồ cái đã nhá. Ok đây. Được chưa chả em ơi? Từ sếp quay lại cái khúc hồi nãy là chọn cái kia nó được một tim, sau đó nó mới mất một tim. Cái này à? Đúng rồi. Đó. Từ thằng đẹp đâu rồi nhỉ? Đang đi đại anh
chắc là đi vệ sinh rồi. Đợi nó tí thì phải đéo, nó dịch ở đéo hiểu đâu. Hai người này cãi nhau to rồi. Thôi, không có đá bác để em. Đấm đi. Đây rồi. Dẫn khôi dịch đi kìa. Để thì đáp học rồi. Tiếng Anh chuyên ngành các kiểu. Cho anh xin. Ôi mà dịch nó thành game khác rồi đấy. Mẹ nhà Tú về đổi túi ni lông mỏng thế nhở? Đổ cơm hết đi, tao đang đói quá. Ok đáp ơi. Ok anh ơi. Ok á. Nếu mà anh cô không dạy chúng ta người ta một bài học thì nó chỉ có tệ hơn và tệ hơn thôi. Bỏ tôi ra. Một bên trái là file head on, tức là kiểu tham gia vào, chắc là tham gia vào cái cuộc ẩu kiểu tranh luận này luôn. Còn bên phải là chơi bẩn. Chơi bẩn đi, mình chưa chơi bẩn bao giờ. Sao lại chơi bẩn nhỉ? Hay là bên trái là để người ta đánh nhau nhẹ, nhưng bên phải là chưa bận, phải hết đòn chơi luôn. Phải, em nghĩ là mình vào mình giúp anh ạ, mình giúp chị ý, mình sẽ được team chị ý. Cái chơi bận này trông có vẻ là chơi kín kín để nó kết thúc cái quả cãi nhau này thì nó hợp lý hơn, tinh tế hơn. Xong vào ném bịch mắm tôm thì thôi đúng bẩn. Anh là ai? Tôi là ai không phải việc của anh. Tôi có thể muốn làm bất cứ gì mà muốn. Và hôm nay tôi muốn dạy anh một bài học. Anh bị điên à? Trông anh đáng thương không kìa. Bảo vệ. À, nhanh. Vào đây tôi cho anh biết thái cực quyền hơn như nào. Anh đang nói cái gì làm nhảm ấy nhở? Tôi đang cho anh một cơ hội đấy. Vào đây, phệt đi. Băm đi. Ui giời. Anh đang làm gì ở đây đấy? Tôi thấy hắn vừa nãy khi phụng ngươi, tôi đã cho hắn một bài học. Anh là một cái gì đấy? Giái lái xe cho em đúng là kiểu lãng phí tài năng của anh. À, không, lái xe cho em là một niềm vinh dự mà. Không, nói chuyện nghiêm túc này. Nó làm thật sự là bất ngờ khi mà quá khứ của anh như thế. Bây giờ em chỉ muốn trả nợ thôi mà. Thế hay là tôi chuyển anh đến phòng marketing. Tôi không nghĩ gì ngoài việc là sửa xe trước. Anh kể, tôi kể chuyện của tôi cho cô rồi. Bây giờ cô muốn kể gì không? Đừng hỏi chuyện đời tư của tôi. Cái thanh tràng của kia. Tôi nghe một người khác làm ở đây bảo là anh theo đuổi cô. Đúng, anh ấy theo đuổi tôi. Anh ta cũng là một kiểu partner của công ty. Và nhưng mà ở gần anh ta thì chỉ mang lại cho tôi kiểu áp lực thôi. Nếu mà tôi chỉ mong là tôi có một cái ngày nghỉ để tôi có lại cuộc sống ngày xưa của tôi. Tôi đang nói, mình nói là mình có thể khiến điều đấy kiểu biến điều đấy trở thành hiện thực. Tôi đến đây. Đang không có ai ở công ty, tôi muốn chị chơi một trò chơi với tôi. Đến đây. Tôi phục vụ chị. Đi mẹ cho chơi đéo gì đấy. Đây bây giờ mình kéo chậm, kéo nhanh và kéo vừa vừa. À, nhanh anh ơi, chị này thích lái xe tốc độ cao mà. Chị cảm được cơn gió nhá. Giật chậm lại Gui. Mẹ khoai ơi là khoai. Medium speed hợp lý. Cười rồi. Tim. Cái trò này mà cũng cười được nhỉ? Đúng, cho em một cái vibe như thế đấy. Vào đây. Cẩn thận. Ôi, có một ngã rẽ kìa. Ôi, drip là drip rẽ, còn break là phanh. Phanh luôn, phanh là chớ vào người mình. Drip lấy điểm. Chuyên nghiệp. Rồi. Đấy. Kỹ thuật 不错呀.
Ủa, anh quả là một tài xế tuyệt vời. Úi ông ơi. Đùa em à, Quy? Em bảo phanh rồi. Trêu em à? Em không làm em sợ đâu. Trêu đùa nhau. Chào cô Gen. Em Tống. Mất hết hình tượng. Sai mấy cái nhé. Tôi không nhìn thấy gì cả. Thao phải dùng bắn chết thằng này luôn. Hỏi mà. Cô vui. Ủa, tôi chưa bao lâu rồi tôi không cảm thấy vui như thế. Đây chỉ là một chút những gì mà tôi có thể làm được cho cô thôi. Bên trái là lúc tiệc tùng rồi, bên phải là lúc mà đi tập rồi. Tiệc tùng thôi. Mình bảo là mình đang có rất nhiều ý tưởng mà có thể làm kiểu bà này vui hơn đấy. Thế bà này hỏi mình là thế anh còn có thể làm được gì nữa à? Một là kéo bà đi party, hai là kéo bà đi tập. Đi chơi thôi, sếp làm việc nhiều quá rồi. Ừ. Hay lôi bà đi uống rượu bà sẽ kiểu vui hơn nhỉ? Bà làm việc hoài, đúng không? Đúng rồi sếp. Đúng. Quẩy rồi anh ơi. Tôi thấy một ngày đến đêm đều ở trong công ty, khẳng định không đi hào quang rồi. Thực ra là thấy cô suốt ngày bận trong công việc thì tôi muốn đưa con đi ra ngoài. Nhưng mà đi bộ ở trong mấy cái trung tâm thương mại thì hơi chán đúng không? Tôi sẽ dẫn cô đến nơi nào vui vui. Lại đi shopping nhỉ? Thế thì chọn đi tập. Không, em không thích. Điều phụ nữ xếp tầm này mà ra mò mua túi búa tin. Ê. Mày còn đỡ nữa. Ừ. Đỡ nữa. Lên team ấy. Rồi Doraemon. Ngoài đời cỡ bạn này vào Prada. Không dắt chị đi NTK cái ưng luôn. Hóa ra là party kiểu này. Dắt qua NTK Store 103 Đình Thôn anh nhở. Ngọt mới lùi luôn. Cảm bê. 1, 2, 3 chú. 102 mà. 103 mà chú. 103 chú. Chú này thề. Thua rồi. Em thua. Uống đây. Thế thua mỗi lần uống hớp bé tí đấy thôi à? À đấy công rượu nhỉ? Tôi thua rồi. Chà đá. Chà bia rồi. Sếp thua chiến thắng. Anh thua. Anh thua. Cô có muốn kiểu ăn xong rồi không trả tiền không? Chưa. Ok. Đi. Đây anh Dash. Ôi tôi quên điện thoại của tôi. Để tôi lấy cho. Ê, hóa đơn của chị đây. Quên đi. Ôi chạy. Em, có gì vậy? Đây không phải là một cái văn phòng đang được sửa lại à? Đúng. Thế tôi dẫn chị đến đây là để kiểu sống từ cái lối sống của tôi. Cho chị xem cái lối sống của tôi chắc là lại hội họa rồi. Đấy. Vẽ. Uầy, quả này vẽ chị như Titanic luôn. Nằm lên ghế. Chị đang nhìn cái gì đây? Giúp tôi một tay được không? Tôi đúng luôn, cởi áo thôi. Internet. Chị phải sơn cái này nó bằng nhau nhá. Bắt đầu từ mặt lớp sơn đầu tiên. Cái đấy không ok lắm. Đây là cách mà chị làm này. Đấy, phải làm như thế. Ui, gì đây? Búa nhau à? Sơn nhau. Búa nhau luôn đấy chứ. Ui, sẵn tay. Ui. Rồi, anh hiểu game này rồi. Thịt mẹ mỗi cháp nó tập trung vào một đứa. Và mình chỉ focus vào đứa đấy thôi, làm sao để... cho thật nhiều team thì mới có good ending. Nhiều lúc em kiểu rất là thương anh. Những cái gì mà anh đang trải nghiệm ngay bây giờ sẽ trở thành một trong những cái kỷ niệm rất là đáng giá ở trong cuộc đời em. Anh nên kiểu biết ơn những cái gì anh đang có trong tay mình. Em biết chắc chắn là cuộc sống anh sẽ trở nên tốt hơn thôi. Thế còn cuộc sống của em thì sao? Đừng bảo em là... À đừng bảo anh là em không có cái kỷ niệm gì mà em cảm thấy đáng nhớ. Ngoài công việc ra,
thì em chạy ra khỏi một đám cưới, chạy ra sao em lại là một người như thế? Thực ra là em không chạy ra khỏi đám cưới của mình, nhưng mà em chỉ không chấp nhận cái nhận cầu hôn của anh ấy thôi. Ờ kìa, bà cầu hôn luôn. Ai ca lên là... anh Uji thì càng ngày càng bừa nhỉ. Ờ, anh ấy bừa đấy nhỉ. À, khách anh tị chứ. Gặp ngày đầu tiên mà. Mang đồ của anh đi theo em. Xin lại bà. Sao? Về nhà xếp về chung luôn. Trời ơi. Chỗ nào? Nhà em. Ồ. Sao em lại mang anh tới nhà em? Anh bảo là thuê nhà đắt quá còn gì nữa. Nhà em có thêm một phòng. Đúng ở đây này. Nghe nó kiểu không hợp lý. Đừng nghĩ nhiều. Đóng cửa vào. Vào đi. Ừ, Trần tổng. Ôi, tiếp trên. Tài xế của cô không chỉ đưa cô về mà dẫn cô vào nhà chăng? Sao đấy lại là việc của anh? Cô đừng có giả vờ ngu ngốc. Cô biết cái cách hoạt động của thế giới này mà. Tại sao cô và anh ta... Anh nói thẳng ra đi. Anh ta mang lại cho cô điều gì? Anh ta có mang sự kiểu cô đi lên được không? Hay là giải quyết được vấn đề của cô không? Cô có biết những cái hành động của cô sẽ mang lại cái hậu quả gì không? Nghe tôi này. Công ty chúng ta chuẩn bị vào một cái màn kiểu thay đổi, thay máu. Cô không được đi quá giới hạn. Ý anh là gì? Tôi biết rất rõ anh đang có ý định tiếp cận Rong Ren. Bên trái là không chịu được nữa. Ở giữa là cô ấy cậu đã có người yêu rồi. Bên phải là tôi là vũ khí. Tôi là vũ khí anh ơi. Kiểu ở giữa là coi như kiểu mình, cô ấy là taken, là cô ấy là của tôi ấy. Bên trái là không chịu được nữa. Bên phải lấy, là... lấy cái giữa. Bên phải không một... được, cái giữa không được. Cái giữa thì hơi ảo tưởng. Cái bên phải là đấm nó à? Không, chắc là nó có thể hai nghĩa, một là đấm, nhưng mà em cũng có thể nghĩa ở đây, em nghĩ là kiểu nói cho thằng này biết là tao cũng có thể là một cái thứ vũ khí lợi hại của cô ấy, và kiểu có giúp được cho cuộc đời cô ấy chẳng hạn. Em không biết. Ờ, đúng, nghĩ đúng, nghe hợp lý. Kiểu thế. Thử. Anh biết là tôi có thể mang lại cho cô ấy cái gì đúng không? Tôi kể cho anh ngay. Tôi có thể ở sau lưng cô ấy khi nào cô ấy cần. Anh có thể làm gì đâu. Tôi có thể kiểu thỏa mãn tất cả những yêu cầu của cô ấy. Và trong công việc và ngoài công việc. Anh có thể làm gì đâu. Tôi có thể đưa cô ấy tất cả những thứ mà anh không thể. Anh hiểu chưa? Cầm tay luôn. Anh hạnh phúc chưa? Bây giờ anh tìm ra và hiểu biết về mối quan hệ của chúng ta rồi. Anh không còn phải giấu nữa. Ngày mai em sẽ đưa anh đến phòng marketing và cho anh làm quản lý. Vâng. Và anh sẽ vẫn làm, có thể làm quản lý và đón em 3 ngày một tuần. Em không được thuê cái khác. Đùa. Vẫn được lên đời kìa. Không, ở đây luôn. Ờ. Em tin. Từ nhá, để anh check thử xem nếu như không có tin nhắn thì mình có thể nhắn tin cho bọn này không? À không. Không. Ba ngày nữa phải trả nợ. Cảm ơn vì lúc nãy anh rất là biết cách kiểu cầu diễn ấy. Thôi đừng nhắc đến nữa. Ok luôn. Kiểu em rất là nghiêm túc khi mà em nói là em muốn chuyển anh đến bộ phận marketing mà anh có thích không? Có ạ. Em muốn kiếm thêm nhiều tiền hơn. Kế hoạch của anh sau khi kiếm tiền là gì? Xong cô bảo là em ở bên anh qua dấu bão này. Lựa chọn đầu tiên là trả nợ trước. Cái thứ hai là kiếm thêm nhiều tiền. Trả nợ trước anh ơi, đúng rồi. Humble. Ok kìa. Ok kìa. Hiểu rồi. Không trời. Bà này là một bà nhà doanh nhân. Khi mà mình nói như thế thì chứng tỏ là mình chỉ nghĩ về những cái ham muốn của mình nhất thời thôi.
Và khi mà mình nói cái kia thì bà này thấy mình là một người có ý chí tiến thủ. Mục tiêu của mình hơi nhỏ. Đúng rồi, mình không nghĩ lớn lao. Người ta mất tim là đúng rồi. Đang nợ bỏ mẹ thế, còn... mình tham vọng tí. Đúng thế. Ôi, cũng thế rồi. Cũng thế rồi. Vẫn phải kiếm tiền trước em ơi, cái đấy là hợp lý nhất rồi. À, em hiểu rồi. Tức là bà này muốn kiểu sau khi kiếm được tiền thì anh sẽ cưới em, nhưng mà mình đéo nhắc cái gì đến chuyện đấy cả, không nhắc gì đến chuyện tình cảm. Thế là con tim mà đúng. Để anh tính xem một đường khác xem thì nó sẽ ra cái gì. Ôi, đủ rồi. Tôi sẽ tự kiểu lo về những mối quan hệ trong cuộc đời tư của tôi. Đừng sợ. Nếu mà anh làm phiền em lần nữa thì tôi sẽ lo cho anh. Tôi mệt. Tôi cần một ít khoảng thời gian riêng tư của mình. Đừng có mà kiểu lo toan nghĩ nhiều về thằng kia nhá. Tôi đi ngủ đây. Xong rồi. Ôi nhưng mà vừa lên tim đấy. Chắc vẫn rút điện thoại ra. Đấy, thì nó vẫn về câu chuyện đấy đúng không? À không, câu chuyện nó khác nhá. Cảm ơn đấy. Về ngày hôm nay. Cái đầu tiên là cảm ơn vì tôi đã đưa cô đi ra ngoài và kiểu have fun đó. Hoặc hay là cảm ơn vì cái thứ hai là vì tận đằng kia một trận. Tức là đang hỏi lại ngược lại người ta là cảm ơn vì điều gì ấy. À đúng rồi, tôi kiểu lâu lắm mà tôi chưa cảm thấy kiểu thư giãn, sảng khoái như này. Mình bảo là anh nói cho anh nghe nếu mà em cần một kỳ nghỉ gì đấy, một cái break. Đấy, hợp lý đấy. Chắc chắn rồi. Em ngày mai em phải đi công tác. Khi mà em đi thì anh có thể đến phòng marketing, bộ phận marketing và kiểu nói chung là broaden, là mở rộng cái đường chân trời của anh ở đấy. Thế ý nghĩa là kiểu mình phát, làm việc mình phát triển. Thế không bị mất tim. Đúng rồi. Hướng này hợp lý này, hướng này đúng này. Tôi là chân thành thị trường bộ cố ý. Sao mà marketing luôn này? Tôi là cố ý marketing. Cảm ơn cô. Chào. Mình bên kia. Đường này ạ. Cảm ơn. Chào. 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 Mình làm được việc quá. Được việc phết đấy chứ. Đây là... Linh Hà Lan à? Được. Tôi tưởng là anh được chuyển đến phòng marketing. Tại sao anh không lái nữa? À, thế mình bị đuổi mẹ rồi. Sếp thuê một căn nhà cho tôi rồi. Sếp thuê cho một căn nhà á? Nó làm tôi tiện hơn khi mà cô đưa cô ấy đi làm. Nghe tuyệt vời quá, anh có thể kiểu cho em đến nhà anh lúc nào đấy được không? Vừa nay thì có ông Wang tìm em đấy. Sao một người đi là một người đã đến nhỉ? Anh nghĩ là gì? Anh nói thế nghĩa là gì? À, không có gì. Tại sao em muốn gặp anh? Anh vừa chuyển đến nhà mới nhưng mà chưa mời em qua. Thế bọn em vừa kể nhau đúng không? Chắc chắn là anh sẽ mời em khi mà nó ready rồi. Mình phải đợi bao lâu đây? Thời tiết anh đang kiểu nắng quá không chịu được. Ui à. Ui, rất nhỏ thế nhở. Bọn em ở đây để thăm căn nhà mới của anh. Hai người đến cùng nhau á? À, không, bọn em tự nhiên bất ngờ gặp nhau trên đường đến đây thôi. Đừng lo, em không kiểu cãi nhau gì với cô ấy đâu. Hai đứa ấy có vẻ hòa thuận nhau nhỉ? Hay đi với nhau vậy? Đây là nhà bà Zen mà nhỉ? À, cô ấy là hàng xóm ở trên nhà tôi. Ôi, nhìn này, quần áo bẩn khắp mọi nơi. Cô để em đi giặt ra cho anh. Để em dọn cho anh luôn. Thế thì anh sẽ đi nấu cho mọi người. Thôi để em giúp cho. Ui. Ui gì à? Anh có ở trong này không? Em về rồi. Bên trái là bảo người ta trốn, mà bên phải là mở cửa rất là lịch thiệp. Mở luôn cho người có đéo gì đâu. Bình tĩnh thôi. Để anh mở cửa. Bạn sang chơi đúng không? Đúng rồi. Đồng nghiệp. Sếp. Đồng gen. Mất tim rồi. Cô gì?
Em đã nghĩ tất cả mọi chuyện rồi. Em nghĩ cái gì cơ? Trong chuyến đi của em đã nghĩ rất nhiều. Em biết là em cần gì rồi. Cô Yi. Em cần anh. Anh đã mang cho em một cuộc sống mới. Một cuộc sống chân thực. Không phải là cuộc sống mà toàn công, toàn việc mà anh... trước của em đâu. Sao em không bảo em... Trước. Trong khoảng thời gian chúng ta gặp nhau, em đã kiểu có được cho mình rất là nhiều điều hạnh phúc mà em chưa bao giờ có. So sánh với nó, và công ty với cả tiền bạc chả là cái gì cả. Cô Yi, em rất là thích anh, rất mê anh. Ô Zen. Thôi chết rồi. Chết rồi. Chắc là phải chọn trốn rồi anh ơi. Chuyện gì xảy ra vậy? Bên trái là giả vờ là đang họp, đang... Lay là gì? Lay on the card, on the table là... Rồi, được rồi này, web được rồi này. Ở đây được rồi, web được rồi. Bây giờ anh bảo, cái này phải chơi bài ngửa thôi, tại vì tất cả những cái nói thật của... cái game này nó đều được team, còn nói dối thì kiểu đéo gì nó cũng sẽ có vấn đề. Ủa, thật đẹp nhiều rồi. Cũng hợp lý. Alo. Quẩy ra. Vâng. Đấy là cả một câu chuyện. Mọi người chắc là gặp nhau rồi, nhưng mà chắc là em không cần giới thiệu nữa. Muộn rồi. Anh không tạm biệt họ đi. Đúng rồi, muộn rồi. Cô, anh không, chị không phải lo đâu. Và em không định ở lại. Nơi ở của anh kiểu không quan trọng. Thế tại sao em không ở chỗ của em? Nhà của tôi. Đâu đầu đấy. Tức là tự nhiên là rủ qua nhà ở. Mình kích à. Mình hết nhà có đâu đâu. Chắc mới. Ủa, rồi. Chắc cuối đây. Cá đảo. Đây, bây giờ đến chắc cuối này. Em là em nào này? Chắc cuối mình phải lựa chọn. Cô Yi. Bây giờ em vừa nghĩ là... Em nghĩ là anh nên đi tìm một chỗ nào đấy... mình nên đi tìm chỗ nào đấy kiểu ok hơn. Để đỡ gặp những vị khách không mời mà đến. Ui à, tại sao anh không chuyển đến nhà của em? Anh chắc chắn với anh là anh sẽ không tìm cái nơi ở đấy, không như kiểu bị tạm bỡ, và em sẽ tôn trọng suy nghĩ và ý kiến của anh. Cô không muốn giữ công việc của cô nữa, cô Zen. Nhưng mà cô muốn đuổi tôi thì cô đuổi đi. Cô gì? Anh nghĩ chưa? Đưa ra quyết định luôn này. Anh nghĩ anh sẽ chọn ai? Ui à, em nghĩ là em nên kể anh cái này. Nếu mà anh ở với em thì anh có thể ở thoải mái, em không bắt ép anh làm một cái gì cả. Quy à, im lặng không phải là một sự lựa chọn đâu. Anh cần đưa ra một cái quyết định luôn đi. Bên trái là tôi không biết phải làm gì, cái bên phải là đừng ép tôi. Nhưng mà dù gì tôi không biết. Em biết phải làm gì cả. Thật sự là tôi không biết phải làm gì cả. Quy à, em hiểu là anh đang cảm thấy như nào. Tôi thì em hiểu về cái tư cách của một người đàn ông của anh, thì em cho anh kiểu suy nghĩ kiểu đấy, em không kiểu bắt ép anh nữa. Bây giờ anh biết là anh là người mà anh mà có cảm xúc quan tâm đến ai mất, em sẽ cho anh một chút khoảng trống để anh nghĩ. Anh có đuổi không kịp luôn. Quy à, em cũng không định kiểu đẩy cái gì cả. Thôi, anh lấy một chút thời gian để anh kiểu suy nghĩ đi. Không bắt ép gì cả. Tôi không hiểu. Không phải Dong Zen nói là cô ấy cho anh một ít thời gian à? Sao cô ấy lại bắt anh gặp anh? Tại sao là anh lại đi tay không, không có gì? Sao anh nhẹ dạ cả tin đấy? Tại sao anh lại đi đến một buổi hẹn mà không tay không, không có gì? Thế anh nghĩ tôi nên làm gì? Anh đúng quả là một bạn tốt đấy. Anh lên chiến thắng được con tim của Dong Zen đi. Một cô gái nhà giàu, nhưng mà đừng quên với tôi.
Sao anh vẫn nhìn tôi? Nhìn cái gì? À, tôi hiểu rồi. Bởi vì anh không có tình cảm cho Rong Jin, anh nên chiếm lấy cái cơ hội để ở bên Lin Yue Qin. Và Lin Yue Qin là một người rất là quan tâm, và nếu mà anh và cô ấy ở cạnh nhau thì tôi biết là hai người trở thành bạn rất là thân. Thế là có phải là tuyệt vời không? Thôi, bận tâm ít thôi. Thôi, anh lên. Anh ra. Trên trái đất này còn cái gì anh muốn nữa? Anh còn muốn cái gì nữa? Thôi được rồi. Không phải Rong Jin hay không phải Lin Yue Qin là vụ của anh. Thế thì anh nên chiến thắng con tim của Xiao Lu. Đấy. Anh có cảm thấy Xiao Lu ok không? Hai người luôn luôn ở bên cạnh nhau rất là ok. Và sẽ không có một cái giai cấp khác biệt gì giữa hai người cả. Hai người kiểu đều giống nhau. Ôi, nhanh, nhanh, nhanh. Không, không, không. Tổ ba, tổ ba. Ôi. Cô Yi. Ui dồi. Sao ngồi hát với nhau mày? Ba người. Ôi, xong rồi. Phu Yuan. Hồi bàn, dịch cái bàn này đi chỗ khác đi. Vai cà bìu. Cô Yi. Em mời anh ra ngoài bởi vì em muốn hỏi anh. Nếu như mà anh đã nghĩ xong rồi, để cái việc này mà không được giải quyết là không phải là sự lựa chọn. Em muốn nó giải quyết ngay ngày hôm nay, nên là em rủ cả hai người đến đây. Em muốn hai mọi người biết sự lựa chọn của anh. Hoa này là dành cho ai? Đúng. Hoa này anh tặng ai hả Gui? Hoa này là tôi dành cho đéo biết ai. Có ba bông mà. Một là cho tất cả mọi người, hai là cho mẹ của tôi, ba là tôi sẽ đi mua cho các chị đồ uống trước. Cho tất cả mọi người có ba bông mà. Đúng rồi, tội gì? Ừ, tội gì? Đơn giản. Ba bông ba tim đúng không? Lý tư xíu. Lý tư xíu. Phan tim rồi. Đó là cho dành cho tất cả mọi người rồi. Một bông cho chị nha. Bông cho chị nha. Thằng tiểu bé ngoan này. Cho chị này. Đúng tinh thần 20 tháng 10 đấy. Còn một bông thừa nữa thì thôi. À, cô đã bảo tôi không thích chia sẻ mấy cái hoa hủng này. Cái hoa này trông đúng kiểu vớ vẩn đấy. Cho vào lọ trông mới ok hơn. Rồi xong rồi kìa. Ôi rồi xong rồi. Thôi 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 mọi người, mình cứ ngược lại quá khứ tí nhờ. Thôi đi mua đồ uống trước. Câu giờ tí em ơi. Hợp lý, hợp lý. Hợp lý luôn. Hàm mới có điểm hớt à? Nói mình điểm hớt à? Tôi muốn một bông hoa đặc biệt. Độc đáo. À, đồ uống chứ. Độc đáo. Tôi cũng muốn một đồ uống gì đó độc đáo. Thật là hay khi ba người ngồi như bạn bè. Đây, họ có 3 ly cà phê limited này còn lại. Ủa, thế đồ uống đặc biệt. Cái gì xảy ra với đồ uống đặc biệt? Anh cho thời gian để anh giải quyết với những cô gái mà anh không còn ưa thích, nhưng mà anh lại lấy thêm, anh còn kiểu kiếm thêm gái vào trong cuộc đời của anh nữa. Anh đúng là trap boy đấy. Ai đây? Cô Yi chưa bao giờ kể với tôi à? Anh ấy theo đuổi tôi một thời gian lâu lắm rồi. Ui. Cô Yi. Tại sao em luôn gặp anh nhỉ? Cô theo dõi anh ta. Cô Yi và tôi đến đây rất nhiều. Tại sao đấy gọi là stop được? Tôi giới thiệu chỗ này cho anh ấy. Cô Yi, tôi không thể tin anh được. Em ở nhà cố thuyết phục ba em bấy lâu nay, nhưng mà anh ở đây bận rộn với những cô gái khác. À, em nghĩ là đến lúc là anh giới thiệu bọn em một cách tử tế rồi đấy. Cô này là ai? Cô này là ai? Cô này là ai? Cô Yi, cà phê này hơi bị ngon đấy. Tại sao anh không mua cho một lít? Cô Yi ơi, ở đây có nhiều cô gái quá. Tại sao em lại ở đây? Nếu mà cô muốn đi thì đi đi. Nếu mà cô không muốn ở đây thì đi đi. Ui, bọn họ này đầu nóng quá. Chị không nên nói như thế. Thấy... Nói chung là cãi nhau. Còn một sếp nhỏ nữa mà. Mà làm dịch mấy chị mệt vãi lúa thì. Cái chợ rồi. Thấy các chị cãi nhau đi, đéo dịch nữa. Đấy, chị hét vào mặt anh ta. À, tôi đang hỏi cô ấy. Tại sao cô ấy không được? Từ từ tôi thôi.
Thế đấy liên quan gì đến hai chị? Ờ đúng, tôi đang làm gì ở đây? Tôi có mời hai chị đâu. Ừ, sao? À, không, chúng mà nói ít thôi. Ừ, vấn đề gì? Cái kỳ ba. Ừ. Thì em thua luôn. Ờ, nhưng mà không phải chọn. Ngày hôm qua là chúng ta thực sự đã kiểu nói chuyện với nhau đúng không? Bọn tôi đã đi đến một cái cách rồi. Để anh ta đi. Sau khi mà bọn tôi tranh cãi rất là căng thẳng thì bọn tôi đã quyết định lên một cái plan dành cho anh. Một cái sân chơi công bằng cho tất cả mọi người và được hội chị em chấp nhận. Khi mà anh đưa ra sự lựa chọn thì các cô gái khác phải quit. Đây là cái plan này. Wow, mọi người định làm gì vậy? Trời ơi. Ơ, tưởng ngồi lựa chọn luôn. À, em sẽ đưa anh đến xeo luôn. À. Ok. Em cho anh hẹn hò thêm 2 tiếng với cả xeo luôn. Em không để cô ấy có anh đâu. Em chỉ muốn kiểu fair play thôi. Em đã chuẩn bị bữa trưa cho anh. À, để anh vào Wuxin quyết định ăn gì. Đừng hiểu em sai, đừng hiểu sai em. Em làm cái này là để kiểu không bị. Ủa, để em lấy dây tai cho anh. Nha. Đi con mà. Ủa chúa nhỉ? Ui. Ui giời, gì đây? Lấy dây tai đấy. Vâng, lấy dây tai anh ơi. Xuống như kiểu rồi. Xem sim cái gì nhỉ? Đấy, rồi. SM nhỉ? Thế chưa anh? À, tí nữa là tài xế của em sẽ đưa anh đến nhà của Giang Ji ăn. À, em đã bảo là có một nhân viên massage để massage cho anh rồi. Đừng nghĩ nhiều quá nhá. Em chỉ không muốn anh mệt thôi. Ui xin thật là tốt. À, có một kiểu nhân viên massage đây thật là tuyệt vời. Nhưng mà em nhớ thì em với cả Sen Ui xin không chơi với nhau cơ mà. Và tôi đừng điêu. À, bạn này bảo thôi em còn không kiểu thân với anh như là cô ấy. Lin Yue Qing, ta không phải là người đi chơi tối. Lin Yue Qing cô ấy không kiểu muốn đi ra ngoài đâu. Anh không hiểu trái tim của một người phụ nữ được Tức là bà này đang dạy cách tán gái cho ông này. Okay. Em nói cái này là cho kiểu cho anh. Nếu mà Yue Qing luôn luôn em dịch cũng phải kiểu gì rồi. Nói chung là bạn này đang dạy mình cách có được trái tim của người khác anh ạ. Thực ra ở nhà buổi tối rất là vui. Ôi, em không đi ra ngoài đi chơi lâu lắm rồi. Đêm qua rất là vui. Tuyệt vời. Đây chắc chắn là cách mà kiểu người ta một người đàn ông nên mặc. Và mấy cô gái này chắc chắn. Em không cho anh ăn mặc như này để đi với những con khác đâu nhá. À, em chỉ để anh ăn mặc như này để kiểu em nhìn thấy anh ok hơn thôi. Tí nữa thì tôi đưa anh đi ăn ở khách sạn Seo Yan. Ăn món đi ăn cái gì? Ambrosia. Ui dồi ôi. Maserati, wow, man. Maserati. Ôi. Ui, Maserati chạy bon lắm. Bây giờ mình vào nhà hàng rồi. Thôi hôm nay mình đi, chắc là mình đóng đồ đi này. Chốt. Đúng. Mình đi hẹn hò, mình chốt. Mình hiểu đi tuyển đấy. Đấy. Tất cả mọi người đều đến luôn. Đấy. Ui, vẫn mộc mạc nhỉ. Ui à, đi ăn thôi. Ủa, chú là chị. Chào người ta đi. Nhìn tao làm cái gì? Em lên nó gửi chào đi. Cái này điều này thật không thì được. Sao mày nhìn tao? Ai xinh hơn tao hay là chúng nó? Mày tao rồi. Tha thế cơ. Để tao đồ chứ phong ra được xinh. Sao mày vào được đây nhỉ? Không thể tin được.
khát lắm rồi. Uống xong hết khát rồi thì cút nhanh đi. Ôi, 5 cô gái đang mời anh đi dùng bữa tối. Thế thì điều ấy có nghĩa là kiểu có phải là anh sẽ ngủ cùng với 5 cô gái hay không? Em Gian đưa tôi cái này ngày hôm qua. Cô bảo cô ấy có một cái bất ngờ. Không tệ. Anh không phải anh có hết tất cả mọi thứ rồi. Đang đi cái gì? Tôi biết là anh chưa chuẩn bị cái gì. Đấy phải là tôi. Là một người bạn tốt của anh. Tôi đã chuẩn bị cho anh. Gói gì đi. Cái gì đây? Đây là cái gì? Ba con sói. Cá sâu à? Trêu tôi đây à? Tìm đâu ra một người đàn ông quan tâm như thế này. Thôi không mấy hai anh yêu nhau luôn đi. Là hypocrite à? Em mà biết quang bạch rồi. Bạn thân của anh. Tôi có một câu hỏi rất là nghiêm túc. Cái lối sống này của anh ấy, anh có đang tận hưởng không? Trái là có, bên phải là không hạnh phúc lắm. Hạnh phúc chứ, đông chị em vây quanh thế cơ mà. Thực ra mình có làm đéo gì đâu đúng không? Mà cái lối sống của mình. Anh có hạnh phúc không? Anh thấy vui không? Cũng vui mà, thì mẹ phải vui thì anh em mới có lựa chọn chứ đúng không? Đúng. Mình ập quát chứ. Thế thì tất nhiên. Tất nhiên là ta đang cảm thấy hạnh phúc rồi. Tao không muốn nói chuyện mày đâu. Đi. Bảo trọng nha. Anh lấy đồ, sao ông lấy đồ ăn của tôi? Ôi, bất ngờ gì đây? Úi trời, úi chặt chặt trời. Lỗi tôi đến muộn. Thôi, để tôi. Ui gì à? Có điều này bọn tôi muốn nói với cả anh. Khi bọn tôi ở với nhau thì và bọn tôi đã kiểu nhìn ra được điểm tốt của nhau. Tôi thấy cái test của quần áo, tức là cái gu quần áo của cô này rất là ok này. Xong rồi cái quầy ba của đầu vàng này recommend rất là ok này. Sau khi mà tôi biết kiểu cái lối sống của cô này thì tôi nghĩ là kiểu cái tâm hồn tôi được mở rộng rất là nhiều. Sau khi hiểu được là về Sao Lu thì Sao Lu đã chuẩn bị bữa trưa bọn tôi mỗi ngày. Kiểu thế, đều làm tôi rất là hạnh phúc. Tôi cũng thế. Tôi rất là cảm thấy biết ơn Dông Gen vì là cho tôi nghỉ trưa lâu hơn. Tôi rất là cảm ơn cái dịch vụ massage tại nhà của cô ấy. Bây giờ tôi hiểu là không có anh, chúng tôi vẫn có thể trở thành rất những người bạn rất là tốt. Đây là bất ngờ bọn tôi muốn có cho anh. Bọn tôi sẽ không đùa giỡn, nên bọn tôi quyết định trở thành người bạn thân. Quý gì à? Bọn tôi có cái phòng này dành cho anh. Sau tất cả mọi chuyện, anh đã có... Bọn tôi sẽ quyết định làm bạn thân mấy ngày tới. Đấy. Xong rồi bọn tôi sẽ đi biển. Bọn tôi thuê phòng này cho anh. Anh có thể ở đây, bọn tôi đi biển. Đấy. Mất hết tim luôn. Mất hết tim rồi. Chắc phải chọn không hạnh phúc của anh. Hoặc anh làm mọi thứ nó rối tung rồi. Mọi người đi hết rồi. Hả? Anh đi đâu ấy? Ngay cả anh cũng muốn rời tôi đi á. Tin tôi đi, tôi rất muốn cho anh cút. Nhưng mà tôi chẳng có việc gì làm cả. Tôi đi ở đây. Rồi. Biết hiểu. Đây. Happy ending. Vấn đề nó ở chỗ này. Đéo vui. Lưu, tôi sẽ nói thật với anh thôi. Là tôi đang không tận hưởng nó. Tôi tin anh. Tôi biết là anh muốn gì. Tôi hiểu rồi. Thế đưa đồ tôi đây đã. Cái này là cái gì nhỉ? Tôi đi đây. Ba cao su, nếu thằng này cầm thì thằng này kiểu đi mẹ cũng fuckboy vãi cứt. Nghĩ thế. Rồi. Đây rồi, đéo chơi nhau là hợp lý rồi đấy. Nó rất là thiếu trách nhiệm nếu mà để mọi thứ như này. Trước giờ thì mình những cái việc của chúng ta làm một mối quan hệ lãng mạn.
Dì à, mặc dù cho anh không có tình cảm với em thì em vẫn được kiểu thích cái sự quan tâm của anh ấy. Còn mối quan hệ có thể đến được từ nhiều thứ, từ nhiều cái. Chúng tôi đều có thể là bạn, kiểu kiểu thế. Tức là nếu mà chọn kiểu bay này thì tất cả mọi người vẫn thành bạn nhưng mà lại thích mình. Ây giời. Xong rồi đi chơi chung với nhau. Sao nhở? Ơ vãi đái. Ơ vãi đái thật. Được đấy nhở. Hộ chị em. Ờ thành mẹ hộ chị em. Ờ thế ra coi ảnh này là gì? Ồ, cái này là Vi Tiểu Bảo à? Tướng thật đấy chứ. Dàn harem luôn. Ừ, mình 6 vợ. Như vua đấy nhở. Lần này cô vợ thì thôi. Chết đòn. Uầy, tối được bốc thắm thì thị tẩm ấy chứ. Không, thật ra là giờ yêu em nào cũng sẽ hòa thận thôi. Ôi bà xin của bom cháy thật. Nhưng mà chồng thương cũ hơi gấu. Đúng rồi. Nhưng mà gầm cao, mái thoáng, dáng thể thao anh ạ. Cao nhất luôn thì sao ấy. Mà chuyên địa nhỉ. Vãi lìn. Close male friend. Đây là cũng là một kiểu ending này. Kiểu ending là kiểu one woman gather, tức là khi mà phụ nữ người ta đoàn kết lại thì người ta bỏ đàn ông đi. Thế thì cũng đéo được cái gì đúng không? Đúng không? Cái này thêm của mình kiếm vợ mà anh ơi. Mới mở được 2 en. Nó vẫn là trụ. Nhiều en lắm hay sao ấy? Nhiều en mà. Cái này nó ra một đường này. Nhật mẹ tao. Xong cho má đã. Của má hôm nay sinh nhật à? Hôm nay sẽ nhật mẹ tao. Ui à. Mua đồ uống cho em. Em nghĩ là nó có nhiều ending á. Ừ, đây bây giờ mình sẽ xem ending nữa. Mình phải đi mò lại. Đi mẹ cái này thì về cái cũ rồi. Không, nếu mà kiểu tập trung từ đầu đến cuối chỉ một em thì sao nhỉ? Đây, còn một đường dưới này mình chưa mở này. Ơ, à, mở rồi, đường này đường cụt à? Đường trên. Thì nó có khóa kìa. Đây còn đường trên nữa. À, đúng rồi. Đây. Đừng thúc đẩy tôi nữa. Quy anh ở lại được không? Quy cơ, nông nông bù dọ. Dỗi. Dỗi phát cả ba chị. Đi luôn. Dỗi nhưng mà lại được ba chị thương. À về ở thằng này. Về ở thằng này. Mình dỗi ngược. Bài dỗi. Anh có thật sự muốn ở đây kiểu với cả tôi không? Tôi làm gì có sự lựa chọn nào khác. Để tôi phân tích cái tình huống này cho anh nhé. Song Zen và Sen Huixin cực kỳ giàu. Kiểu yêu một trong hai người là anh cũng sẽ giàu. Đấy, còn hai người còn lại sống cùng họ rất là tốt. Chọn một trong hai người cũng ok. Còn cuối thì chọn Xiao Lu, một người tần tảo, thì anh cũng sẽ có một cuộc sống tuyệt vời. Sao anh lại khó tính thế? Im đi. Tôi không muốn dựa vào họ nữa. Tôi sống với anh là trong căn nhà này là tại vì tôi muốn tự mình trả nợ. Và kiểu nói chung là tự lực cánh sinh ấy. Sao tự nhiên em cảm thấy kiểu humble thế nhỉ? Anh có tất cả những người con gái trên trái đất này nhưng mà anh chọn tự đi trả nợ. Sách của tôi mua nó. Ờ. Hay là chiếc này đi. Gặp lại con này này. Có gì có làm được không? Ôi, mình đang đi lau cổ ca. Đi lau bàn. Ờ. Đi làm thêm kiếm tiền trả nợ mà. Yes sir. Ôi, thấy ngồi với anh khác rồi. Ừ. Em có muốn nhuộm tóc này lại không? Đổi màu này. Ui, thế đây là mẹ nói chuyện kiểu này là người yêu mẹ rồi. Anh cần phải nghe câu này. Nhìn thấy nhau rồi. Rồi, chào thôi. Hoặc là chào thôi. Không nói gì. Cuối cùng rồi sẽ lại lấy bạn này. Không, bạn này có người yêu rồi.
Hello. Anh. À, làm mấy công việc mà anh hay làm mà. Em phải đi. Chết luôn lên thiên đường luôn à? Không. Ui dìa. Ngày hôm sau. Giờ này anh đang như nào rồi? Mọi thứ có ổn không? Đây là kế hoạch của em. Đây. Đây cái thẻ quẹt phòng em này. Anh sẽ có chỗ để ở. Đúng không? Em sắp cưới rồi. Ui dìa. Em đang muốn nói gì vậy? Em sắp cưới rồi. Níu kéo anh ơi. Em sắp cưới rồi. Bên trái là đến chỗ ở. Ở giữa là đến chỗ làm. Bên phải là đéo làm gì cả. Công ty tìm luôn. Mình đi đuổi theo. Bên trái là đến nhà. Giữa là đến công ty. Bên phải là không đi tìm luôn. Không, bên phải đéo được. Đây, cái này nó sẽ ra mấy cái ending khác này. Là mình bỏ hết cả năm đứa kia, sau đấy là mình quay lại mình lại gặp con bé này, thì đây có thể là đi ra được cái à, nhưng nó sắp lấy chồng với mẹ rồi. Từ thử này chứ. Về nhà nó xem nào. Nhà cũ luôn nó đúng không? Ừ. Ui. Ê phát á. Đừng nói nó để nguyên căn này cho con này nha. Ừ thì nó cho chìa khóa nhà, chắc nó lấy chồng thì nó ở với chồng nó rồi, chắc căn này để không. Suy. Còn hình hai đứa nó thì sao vậy? Ui, bị mẹ đi sang tận nhà chồng con kia luôn. Hiến sư. Ây da. Ủa cái gì đây? Sao cưới thôi? Anh lại định cưới mình đấy ơi. Thế này, nó lấy cái thẻ, nó lấy cái thẻ kia nó về nhà của con này nhá, con đưa cái thẻ nhà đúng không? À. Nó về đấy thì nó thấy cái thiệp địa chỉ nhà mới hay là nhà chồng của con này ấy, thế là nó chạy sang thì con này mặc đồ này đang ngồi trong nhà. Đấy. Bãi lùa. Có thể không kết hôn. Em có thể hoãn năm cưới của em được không? Chúng ta có thể bắt lại từ đầu, lại từ đầu. Và trước tất cả những ký ức không tốt đều ném đi. Bỏ qua hết những cái kỷ niệm không đáng nhớ này. Được không? Nghe ra gì nhỉ? Anh này cướp dâu à? Ở kia. À. Ở kia. Vì ngày hôm nay em cưới rồi. À. Em sẽ không làm. Bây giờ em là tất cả những gì anh có. Em là mọi thứ của anh. 真挺好的，特别有想法，跟你一起看展，很有意思。其实还有好几样东西他也画。哦，我这个累哦，乱呢。你能不能住几天？我就是。啊，该白当累哦。祝你幸福。妈，我也不。 Nhà chồng hiền cho này vào nhỉ. Không hề. Thôi. Muốn khóc thì khóc đi. Ui, đúng vì ngày hôm nay em cưới rồi luôn đấy. Thề. Cái gì bỏ lỡ cũng đã qua rồi. Bây giờ thấy vui vì những người ở bên. Vì còn những người ở bên cạnh mày thôi. Mày đi tập một chút đi. Cơ mày đang bắt đầu teo đi rồi kìa. Không đi ra ngoài một tuần rồi. Điều này không tốt cho sức khỏe mày. Nó có lợi cho mày. Tuy rồi. Đi ra khỏi giường nhanh lên. Ôi dồi. Mày muốn cái gì? Ngồi kìa.
Tao biết là mày đang buồn, nhưng mà mày phải thoát khỏi, mày phải move on đi. Bây giờ mình chơi một trò chơi nhá. Đây, Trung. Tao để làm mày tập trung vào những cái khác ấy. Nhưng mà thằng này bảo mày buồn chán, đang làm gì đấy? Tao chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi. Bây giờ mình cầm một cái tẩy, mình click nó. Bao giờ mà mình bắn được cục tẩy kia rơi xuống bàn người còn lại thì mình thắng. Bắn cục tẩy thằng kia rơi là mình thắng. Tao bắn cục tẩy của mày rơi xuống bàn thì tao thắng, còn mày bắn cục tẩy của tao rơi xuống bàn thì mày thắng. Chi vậy? Lượt của mày. Bên trái là thì ở sức mạnh sẽ làm nên điều kỳ diệu. Ở giữa là dễ thôi, Lưu sẽ gọi mắc sai lầm. Còn bên phải là chịu thua luôn. Giữa đi, ở giữa hợp lý đi. Ôi đang buồn lắm, thua luôn. Tự nhiên hẹn đi theo. Con cáo già này. Mày đang đợi tao kiểu gọi như là mắc sai lầm đúng không? Mày phải nghiêm túc trò đi, không có trick gì. Thế thì phải búng thật mạnh vào, thế là xong. Chuyên nghiệp vậy. Tao thua rồi. Tao không thể bảo mày bất ngờ là cái gì cả. Thôi một vòng nữa đi. Mất tim của Lưu kìa. Cả tim Lưu đây. Bạn thầy thua mất tim. Tao tim mà mặc kệ anh ơi, cân đi. Ừ, tim này đều quan trọng lắm. Thôi. Lượt trước, anh nhớ bảng xếp hạng là có cái thằng này đứng thứ hai không? Đừng chơi trò cái này lấy thằng này chứ. Mày phải chơi cái gì đấy? Chơi trò này phe đi. Ui hết thằng này thích mình nhở, phải luôn. Ừ. Đây là búng cái tay giữa này, búng bằng tay đeo ngón nhẫn này. Hoặc là búng bằng tay trỏ à? Ring là ngón này. Nhiều mình búng này sẽ index là ngón giữa, ở đây ngón giữa index finger. Index là ngón trỏ. Middle là giữa, ring là ngón áp út. Cho mày một bài học. Đây là tinh thần. Không cần biết cuộc sống có khó khăn nào, mày phải nhớ cười lên, nhớ chưa? Cảm ơn Lưu. Mày không cần phải cảm ơn tao. Mày đến cái thành phố này với cả tao, xong rồi xe cái chỗ ở vợ khủng khiếp này. Tất cả thời gian này mày ở bên tao. Bây giờ là ôm Lưu hay là nhìn Lưu một cách trìu mến? Nhìn Lưu, ôm Lưu để thể hiện lòng biết ơn, hoặc hay là nhìn Lưu một cách trìu mến? Ôm chứ. Trìu mến thôi. Và qua bên kia là trông có vẻ mà sẽ gầy lắm. Ôi. Mày làm gì Lưu? À không, tao đùa thôi. Tao mày định hôn tao. Thế bất ngờ là gì? Điện thoại mày tắt mấy hôm nay là đúng rồi. Ngày hôm qua tao gửi cho mỗi người kia một tin nhắn. Đây là một bất ngờ và tất cả mọi người đều nhắn mày lại. Và mọi người đều rất là muốn gặp mày. Rồi, cảm ơn rồi. Tức là thằng này không đụng vào điện thoại mấy ngày rồi. Thế thằng này nhắn hộ. Mày nghĩ gì đấy? Tao muốn là mày muốn trả nợ trước. Nhưng mà yêu cuộc đời. Kiểu sống một cuộc sống thật đầy hạnh phúc với cả tiền và hai cái khác nhau. Đấy, mày không phải, mày không thể kiểu không yêu được chỉ vì mày không thể trả nợ. Thế cô bài học lớn nhất mà mày học ở trong cuộc đời mày là gì hả Ly? Từ việc mất Ly Junji là gì? Là mày cần phải biết ơn những cái gì có bên cạnh mày. Nghĩ đi. Đừng lỡ một lần nữa. Tao đi làm đây. Ủa, cho mình cơ hội nữa. Ừ, cái này là ra một nhánh khác anh nghĩ thế. Rồi lại lôi điện thoại lên. Đấy, lại lựa chọn nó. Giời. Tôi yếu linh đăng, bạn phải ngay lập tức xuất hiện. Chúng ta bị sai giảm tiền ba, khai sử giảm đô. Tôi giảm chính chủ là. Một cuộc thi. Cô Yên, bạn mấy biểu cần đánh. Tớ, tôi xong đi về nhà. Muốn rời anh. Không muốn rời anh. Ui giời.
bây giờ mình chọn thôi. Còn cái đầu tiên, cái giữa, cái thứ cái cuối là không đủ kiểu... Đủ tim à? Không đủ tim rồi. Tôi chỉ chọn một trong hai người thôi. Lin Jae Queen anh nghe. Anh mà muốn đủ tim kiểu mấy người này thì chắc anh chơi lại. Thì mình tốt lại, tốt lại là xong. Ừ. Kiểu gì mình sẽ xem hết mà đúng không? Xem ending như nào? Ừ. Ui, năm bạn luôn. Đây mình xem từng ending đi nhá, xem quả Lin này trước đi. Mẹ đơn thân, mẹ đơn thân. Anh đi rồi. Mời cả họ đi ăn sao nhỉ? Ngồi đi anh. Em biết là anh có những câu hỏi. Ra em mời anh đến đây hôm nay tại vì là em có một điều muốn hỏi anh. Muốn nhờ anh giúp một chuyện. Gia đình em sắp gặp nhau. Em đã giới thiệu anh cho gia đình ra mắt rồi. Và họ rất là nóng lòng muốn gặp anh. Và cái cuộc hẹn, tức là cuộc gặp gia đình này rất là quan trọng đối với em. Và bây giờ em nói luôn này. Hay là em sẽ training anh phát về kiểu những cái kiểu nhập gia tùy tục của đấy, một cái quiz. Và em sẽ cho anh một bất ngờ rất là lớn. Bắt đầu nhá. Cái kiểu con này training để cho mình gặp gia đình nó ok. Khi mà anh gặp ai đấy thì đầu tiên là anh phải chào họ. Đấy, câu hỏi đầu tiên em dành cho anh là nhanh quá anh ạ. Ý là kiểu lúc này nó bị nhanh quá. Nó bị nhanh, sắp nó nhảy nhanh quá. Chưa kịp đọc. Chắc là kiểu đây nó ra một câu hỏi, tức là ví dụ nếu mẹ của mẹ hay là mẹ của mẹ cái gì đấy, anh đọc lại được không? Để cho em đọc lại được. Được. Đây. Đọc lại phát. Nhảy nhanh quá. Đây. Đây không, cái đầu tiên là chào. Đầu tiên là chào cái. Đây, câu hỏi đầu tiên không. Tiếp anh ơi. Đây, bọc bọc. Cái gì cơ? Nếu mà chị của mẹ của anh là gì lớn, đúng rồi, và em gái của chị cái gì, her little sister, em gái, chắc là em gái của mẹ là gì nhỏ, đúng rồi, tức là ví dụ mà chị gái của mẹ là gì lớn, còn em mà em gái của mẹ là gì nhỏ thì every one of your mother's sister, tất cả một trong những chị của mẹ anh là gì của anh theo một cách gọi nào đấy. Thế nên anh nên gọi cái gì? Hold on. What should you call your? Anh nên gọi what? Người lớn tuổi nhất à? The mother's elder female cousin's elder female cousin, what? Cousin là cậu, female là người phụ nữ, elder lớn tuổi, cousin là cậu. Ôi ôi ôi. Cô gì chú bác ở đây rồi. Ừ, kiểu nó hỏi câu là kiểu nếu mà cậu mày vế như nào? Gọi là gì thôi, đơn giản thôi. Thì chắc gọi là gì? Em nghĩ là gọi là madam. Nó gọi là gì à? Dừng lại hỏi câu đấy. Câu trả lời là gì? Ui, anh biết rồi. Ấy, ơi, giờ dễ không nhỉ. Mẹ nó hỏi cái đúng. Thì em sẽ hỏi anh một câu khó hơn đây. Ui. Khi mà anh gặp người họ hàng của em, việc đầu tiên là anh phải chào họ. Anh phải nhớ rất là rõ ràng họ trông như nào. Đây là gì lớn nhất của em, đây là gì lớn nhì của em, đây là gì lớn thứ ba của em, đây là đâu là gì lớn nhất của em. Ôi xưa, bên trái à? Gì lớn là bên trái. Tiếp theo thứ tự luôn thì phải. Hình như là bên trái. Đúng rồi, bà trắng là bà cuối. À bà... Ôi, sao anh nhớ được? Đôi lúc em còn kiểu bị... Không nhớ được. Và thứ hai là bà trả lời tất cả câu hỏi nhất có thể.
Đến cho anh gặp mọi người ở cuối. Tiếp, em sẽ mang cho anh đến cho anh một vấn đề. Tất cả những người đến đều là người lớn tuổi, nên là họ sẽ có những cái luật lệ rất là kiểu nghiêm khắc ấy. Người lớn chuẩn bị đến chú gì ông. Ai sẽ ngồi trước ghế kiểu ghế chính, ghế main, kiểu ghế ông trong tất cả là ông nhá. Cụ ở Greenhouse hay cụ grandfather là ông, great uncle là chú lớn, chắc chú là... đại, chú lớn chắc là chú lớn, gì tổng, chú tổng. Thế còn grandpa là gì? Grandpa là ông à? Nhưng mà từ từ nhá. Nói về gì mà? Từ từ. Tức là kiểu ví dụ trong tiếng Anh ấy, thì grandfather là ông, còn great grandfather là kiểu. Nhà cái great uncle, em nghĩ là cụ anh ấy. Nhưng mà great uncle thì chắc là chú lớn, em nghĩ thế. Chú rồi, chú về bác rồi, còn grandpa chú với là ông mà. Chú với là bác. Ông ngồi đấy mà lại ông cho ông ngồi giữa thì thôi. Cho ông ngồi chuyện. Đó, không có gì mình chỉ lại được. Ông. Nhìn cái mà. Ôi, em làm gì đấy? Em không chắc nên là em sẽ Google nó. Mẹ. Để em xem em có đúng không. Mẹ nó cũng không chắc, nó hỏi. Ui, anh cũng thật tuyệt vời Huy à. Em bắt đầu mê anh lắm rồi đấy. Thực ra là em không quan tâm đến mấy cái tục lệ kiểu này đâu. Nhưng mà anh không bảo em trẻ con khi mà trả lời những câu hỏi của em. Mà ngoài ra anh lại còn hợp tác với em nữa. Em kiểu rất là tuyệt vời rồi đấy. Em có một món quà cho anh. Nhưng mình hỏi đấy là gì, anh cũng biết sau bữa tối. Trước khi mà biết cái bất ngờ này thì em cần phải confirm một cái thứ nữa. Em muốn biết tức là nếu như mà cái việc mà kiểu em có một đứa con như này thì mình bắt đầu một cuộc sống mới thì sẽ rất là khó khăn phần nào đấy, mà trong khi anh có thể chọn dòng gen khi mà kiểu chả có một cái vấn đề gì thì anh sẽ chọn em hay là dòng gen? Thì phải để đến đây rồi thì tất nhiên là phải chọn em đúng không? Đúng quá. Từ dòng gen thì tí nữa anh tua lại anh chọn 6 thì em buồn cười. Lý quá. Câu trả lời là em, mà luôn là em. Vì không? Sẵn sàng. Đây rồi. Biết điều bất ngờ này chưa? Em chưa bao giờ một người chủ động cả. Bởi vì cái lòng cái tôi của em. Nhưng mà khi mà anh bước vào cuộc đời của em bỏ hết những cái suy nghĩ của người khác, nghĩ gì về mình, và kiểu cái niềm hy vọng của em tìm tình yêu lại quay trở lại. Hy vọng của em về tình yêu, em biết. Nó trong cái hành động của em này thì nó không có một cái gì gọi như là quên mẹ. Cầu hôn rồi luôn. Em muốn biết là em muốn anh hiểu là kiểu cái sự cố gắng của em thì như là từ lúc này em không kiểu hối hận cái gì cả. Cố gì? Anh có cười em không? Em có cười em không? Ừ. Ui trời. Ừ, tay xinh đấy. Đeo ở Missy Beauty đấy chị ạ. Ồ. Đã nhỉ. Út là sắp cưới chị Free cho rồi. Chả nói. Con được giả nợ luôn này còn có vợ. Thế có con mẹ thằng đẹp đâu rồi? Em đây em, xong. Anh nên nhắn tin cho thầy cô giáo kiểu để giới thiệu và nó sẽ tức là nhắn tin cho thầy cô của sao Hảo Hảo đấy, tức là Hảo Hảo chắc chuẩn bị đi học ấy, tức là kiểu nhắn tin cho thầy cô Hảo để kiểu giới thiệu về mình là phụ huynh ấy. Miss Giang ấy, chào cô Giang, tôi là bố của Hảo Hảo.
Hỏi đéo gì thì hỏi đi. Nếu mà cần gì thì đấy, anh cứ hỏi đi. Tương lai cứ hỏi thoải mái. Cảm ơn cô. Thôi, giới thiệu thế thôi à? Ô, cô Giang này, cô giáo lại tên là Giang, đôi khi là gặp tình cũ ấy chứ nhỉ? Đúng không? Cô giáo gặp rồi mà. Cô giáo gặp rồi mà. Giang, không à. Không, đúng rồi. Cô đeo kính này. À không, đúng rồi, quả cô đeo kính luôn. Ôi trời. Ok. Ui rồi ôi, thôi. May là game đấy. Dạ. Yeah. Em hơi bận. Anh có thể mang đồ em mua từ siêu thị vào trong tủ lạnh được không? Thôi xong rồi, bắt đầu bị sai rồi. Sau khi mà anh mang hảo đến rồi được không? Anh có thể giúp. Thôi kiểu bảo là cho hảo ăn rau nhiều vào, đừng cho ăn linh tinh nhá. Kiểu gà rán khoai tây nhá các kiểu. Anh nghe rồi ạ? Chuyện gì? Chuyện gì sao vậy? Anh không hạnh phúc à? Thôi mà đừng có cáu. Em kiểu không muốn ra lệnh cho anh đâu. Do you accept this ending? Là sao? Thì đấy, cái ending của mình là bây giờ cưới là sống một cái cuộc sống mà kiểu mình dưới cơ. Mình gọi như là mình là bề dưới mà sẽ bị kiểu sai vặt như này này. Tiếp là công gia chính. Không được anh ơi, mình phải cùng lên. Mấy mình để mình... sau được không? Mình kiếm ending khác được không? Từ từ đấy. Quan trọng bây giờ là có thì nó sẽ kết thúc và không thì nó sẽ như thế nào cơ? Để chọn không chứ. Rồi. Mình phải vùng lên chứ, mình đàn ông mà. Này mẹ của chú. Sợ gì mà mình không sợ. Mẹ vào. Sao đây? Em xin lỗi anh rồi mà. Đúng à? Để cho em nghe. Yêu. Mà anh muốn nói đi. Anh chỉ thấy cái lối sống này kiểu nó không được ok cho lắm. Kiểu nó không thoải mái. Sao anh không nói gì sớm hơn đi? Đây có phải là kiểu tham gia một cái tín hiệu gì không? Vô ý à? Nếu mà anh kiểu có gan bước ra khỏi cái cửa này, em sẽ kiểu gọi như là chia ly luôn đấy. Em chơi luôn với anh ấy. Thôi lại về. Chơi tới luôn đấy. Còn. Vẫn nhớ. Từ, cái này là nó quay lại cái chọn tất cả mọi người rồi. Bây giờ lại quay lại với cái câu chuyện của con bé lúc nãy. Cái ending đấy nó ở đâu nhỉ? Mình chọn lại lần nữa luôn anh. Thử hai lần xem như nào. Không, cái lúc nãy mà mình chấp nhận cuộc sống đấy thì nó sẽ về cái gì ấy? Hiểu không? À. Xong rồi có cái chạy theo con này nữa này. Thế là mình phải chọn từ cuối chứ anh. Đau bụng quá chị Ali cứu em cưới mấy người mà. Nó không tách riêng người ra nhỉ? Đau bụng quá. Không, cái khúc cuối anh chọn Lin ấy. Nhớ không? Anh chọn Lin, sau đó tại vì Lin còn đủ tim. Sao anh tô lại đến cái khúc đó đi. Nhiều nhạc dịch kìa. Lin. Anh chọn Lin. Từ nha. Nice. Rồi tô tiếp. Aus. Yeah yeah, aus. Aus. Đây anh coi đây. Labs. Yeah. Tiếp theo là grandpa rồi. Yeah. Yeah. You. Rồi nhắn tin này. Ủa em dịch nhanh lắm nhá, anh phải theo kịp nhá. Rồi xong đéo chấp nhận của chấp nhận cuộc sống nha này. Bữa nay chúng ta sẽ ăn những món ngon này. Ui giời ơi, bừa thế. Đi ăn cả em hay sao? Lăn lộn thế nhờ. Mất quần áo rồi. Tình yêu à? Nhà của chúng ta thật là bừa bộn. Chúng ta phải làm gì đây? Ta làm gì nhờ? Em đang hỏi anh mà, chúng ta phải làm gì? Anh cũng đang hỏi ngược lại em à. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Ở bên cạnh em luôn luôn có anh, yên tâm đi. Có nhiều thứ để chúng ta có thể làm lại được mà. Thế bây giờ em có một kế hoạch. Ta cùng nhau tập yoga. Anh nghĩ thế nào? Đồng ý luôn, tập đi tập. Lưu tiêu díu.
Úi giời. Không tại nhà thật sự đi tập yoga hay gì. Nếu hiểu kiểu gì. Sao nhỉ? Kìa kìa. Ờ, trái bên trái là làm động tác khác, bên phải là cái này đúng rồi. Ừ. Làm khó hơn này tí. Nó khó quá, không thể theo được em ạ. Ờ, cho anh thêm một cơ hội nữa. Nó kêu là tập theo động tác của nó. Sau đó nếu như nó làm được á thì con này sẽ làm, còn nếu không thì thằng đó sẽ làm. Chỉ thôi, giết ít luôn. Khoan một cái bà, cái này có điểm nản à. Làm mà dọn đấy hả? Nhìn sư phụ cố ý xóa vào nè. Mày ơ, nhìn ra khoan một cái.这个是简单的点，还有更简单的吗？开始耍赖了是不是？你身材这么好，就多展示几个嘛。行，我倒要看看你脸皮有多厚。我可没有动作。再换一个吧。 Bảo anh sao đổi nhiều tư thế thế? Anh không biết nữa. Thế thì anh làm cho em xem đi. Thêm một phát nữa đi. Thế ở đây là một kiểu vũ điệu của Brazil nhé. Hay là anh thích kiểu boxing của Thái Lan? Để em làm cho anh xem. Làm luôn. Ồ, về cái đầu tiên okay, rồi. Về mẹ cái đầu tiên rồi. Giết ít luôn. À, cái này được này, cái này đơn giản này. Ây ô, đấy, dịch sát nghĩa phết đấy chứ. Thế trông có vẻ là sống cũng ổn đấy chứ, đúng không? Được đấy chứ. Cuộc sống mới chấp nhận được. Ừ. Như dọn chỗ cho mình ngủ ngoài này sao anh ạ? Ừ. Ôi, thằng này không giúp được xem à? Ấy, đây good ending này. À, há mồm ra. Ấy, good ending này, có credit luôn này. Ngậm đi. Mút này. Gì đây? Ôi gì đây? Thì tao uống nước còn gì nữa. Khôi này thì. Thì không thấy cái tao đưa bình nước cho mút à? Ờ. Mà. Bắt đi. Cả nhà cảm ơn Khôi nhá. Khôi dịch sát nghĩa quá. Buồi đấy, hồng hào luôn, good ending luôn. Happy family. À. Ua, một quả en hồng luôn. Giờ mình đến là chị kia đúng không anh? Thôi, giờ mình đến giờ sở trích của thầy em ạ. Ồ, ở đã 4 giờ rồi nhỉ? Chơi nốt đi anh. Thôi. Chơi nốt đi anh. Ôi. Chết nốt đi anh. Còn ba mấy phần trăm cơ mà. Đây này, nó mở tổng cộng. Thực ra là tất cả các hướng này đều có good ending cả. Thì sắp tới là mình phải phải dành ra một buổi nữa mình để nghiên cứu hết tất cả những cái good ending này, ngó lượt xem nào thì nó sẽ hay hơn đấy. Thì tạm thời hôm nay mình xem được cái good ending của Lin này này, nó unlock mẹ hết rồi này. Hợp lý chứ. À, tới đâu rồi mọi người? Mình còn bốn good ending rồi. Như nào rồi. Ok à, mẹ đây en hồng rồi này đấy. Good ending đây. Thôi nốt đi anh. Thôi còn 4 cái nữa lâu lắm, 4 cái này phải làm 4 năm, phải làm mất khoảng 2 tiếng nữa cơ. 2 tiếng nữa thì thôi để sắp tới đi Đức về đi xong rồi. À đi Úc về đi xong rồi. Đức. Thì anh buồn ngủ quá mẹ, sắp ngất mẹ rồi. Thầy lên stream với thầy. Ok rồi.